Trò chơi hệ chữa trị của tôi chương 773, phương pháp chữa trị người xấu. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm đại não. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao em lại biết rõ về ba tổ chức tội phạm đó vậy? Sắp tới Tân Hổ rất có khả năng sẽ đại loạn, em đừng có chạy lung tung đấy. Lệ Tuyết vừa nghe liền biết Hàng Phi nhất định lại tự mình đi điều tra rồi, vụ án lần này không như lúc trước, vô cùng nguy hiểm. Chính bởi vì nguy hiểm, có rất nhiều người vô tội có thể bị liên lụy, cho nên em mới càng phải làm hết sức của mình để chấm dứt tất cả những chuyện này hàng phi quay lại chủ đề cánh bướm bay lượn trong vườn hoa trong đội cảnh sát các chị đã từng có một người vô tình nhìn thấy chủ nhân của vườn hoa khi đang truy tìm cánh bướm em cần chị giúp em tìm ra người cảnh sát đó trong đội cảnh sát có người đã từng thấy kẻ chủ mưu đứng sau ba tổ chức tội phạm giọng lệ tuyết đầy nghi vấn không thể nào những người điều tra vụ án cánh bướm trước đây đều là cảnh sát hình sự ưu tú nếu như bọn họ phát hiện bất thường nhất định sẽ báo cáo lên trên, tuyệt đối sẽ không giấu giếm thông tin quan trọng như vậy. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, em cũng không rõ lắm. Em đã nói hết tất cả những gì mình biết cho chị rồi, chị hãy cố gắng tìm ra người cảnh sát đó. Được, chị hiểu rồi. Cúp điện thoại, hàng phi chuẩn bị đến nhà Kim Tuấn một chuyến. Cái tên kền kền trong câu lạc bộ giết người vẫn chưa xử lý. Thông báo trước cho Kim Tuấn một tiếng. Hàng Phi đã mua hai bữa sáng mang qua. Trước đây đều là các tay paparazzi cố tình túc trực bên ngoài nhà của các Minh Tinh. Nhưng khi đến Hàng Phi thì lại hoàn toàn ngược lại, hắn tránh tất cả các camera giám sát, sau đó lẻn vào nhà Kim Tuấn. Cái tên sát nhân biến thái kia không gây phiền phức cho anh đấy chứ. Hàng Phi vừa mở miệng chào hỏi, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Vẫn còn đang ở trong máy chơi game cũng không dám để anh ta ra ngoài. Kim Tuấn cầm dao làm bếp đứng ở phòng khách, anh ta cũng đã được rèn luyện qua trong cư xá hạnh phúc, dũng khí vượt xa người thường. Làm tốt lắm. Hàng Phi đích thân mở máy chơi game lôi kền kền ra ngoài. Kền kền bị đánh gãy xương tay vốn đã vô cùng thê thảm rồi, lại liên tiếp bị ba điện thờ ở thế giới tầng sâu tàn phá. Điều tuyệt vọng nhất là ngay cả ký ức cũng đã bị sửa đổi, chỉ nhớ rằng bất luận thế nào đi chăng nữa cũng đều không được phản bội hàng phi. Sự tra tấn về tinh thần và thể xác đã đẩy kền kền đến cực hạn, nằm trên mặt đất, anh ta nói ra những ám hiệu mà chỉ hàng phi mới có thể hiểu được. Đừng hét nữa, tôi biết anh muốn làm người trở lại, nhưng những người vô tội bị anh giết chết sẽ không cho anh cơ hội này đâu. Hàng phi ngồi sổng trước mặt kền kền, nếu muốn giảm bớt đau khổ, hãy làm theo lời hướng dẫn của ký ức. Quả đen sẽ không tin tưởng bất cứ ai, rất khó để tôi có thể dẫn anh ta đến trước mặt cậu. Nếu như chuyện này rất đơn giản, còn cần anh làm sao? Hàng Phi ném một phần bữa sáng đến trước mặt kền kền, ăn xong hãy đi đi, tối hôm qua tôi đã cố ý để lại một đôi chân còn nguyên vẹn cho anh rồi. Đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, Kim Tuấn hơi tò mò một chút, Hàng Phi, quả đen kia cũng là tội phạm bị truy nã à? Cậu tìm anh ta làm gì vậy? Quả đen chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ bắt hết những người bệnh nặng nhất, sau đó dùng phương thức của mình chữa trị một lượt cho bọn họ. Hàn Phi không hề chỉ là nói cho vui mà thôi, hắn thật sự chuẩn bị làm như vậy. Kền kền của trước đây giết người phóng hỏa, tâm lý biến thái. Kền kền của hiện tại đã được Hàn Phi giáo dục, mặc dù trông có vẻ bệnh nặng hơn, nhưng ít nhất đã biết sợ hãi. Tất cả đều là vì tìm ra chủ nhân của vườn hoa, sau đó xử lý nó. Sau khi buông tha cho kền kền đã bị sửa đổi ký ức đi, Hàng Phi lại trò chuyện với Kim Tuấn một lúc nữa. Hắn cần tìm người mà mình có thể tin tưởng để giúp mình hoàn thành kế hoạch cải tạo kẻ sát nhân biến thái. Kim Tuấn cũng đã từng ở trong thế giới tầng sâu, biết rằng thế giới tầng sâu không đơn giản như tưởng tượng, rất hợp tác dọn ra một phòng điều trị, đặc biệt được sử dụng để phục vụ bệnh nhân. Sau khi giải quyết xong công việc bên này, Hàng Phi nhận được điện thoại của Lệ Tuyết. Hắn nhấn nút trả lời, nhưng từ bên kia lại phát ra giọng nói của người thầy cô ấy, nghe nói cậu đang tìm người cảnh sát đã từng thấy chủ nhân của vườn hoa. Giọng nói của ông lão có chút thăng trầm, cơ thể cũng đã ngày một xấu đi. Lệ Tuyết đã nói với ông hết rồi. Hàng Phi không hề phủ nhận, nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của thầy giáo Lệ Tuyết thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Từ ông lão im lặng hồi lâu, người cảnh sát đã nhìn thấy chủ nhân của vườn hoa chính là tôi. Ông, Hàng phi ra hiệu Kim Tuấn đừng nói gì, rồi cầm điện thoại di động vào trong phòng đóng cửa lại, có thể nói cho cháu biết hai người đã gặp nhau như thế nào không? Chủ nhân vườn hoa trông như thế nào? Ký ức của tôi về ngày hôm đó dường như đã bị người ta xóa đi vậy. Dù có hồi tưởng thế nào đi nữa, thì trong cuộc đời của tôi cũng vẫn thiếu mất một ngày. Giọng nói của ông lão rất bình tĩnh, nhưng Hàng phi có thể nghe thấy sự tức giận đang đè nén sâu sắc, tôi đã dùng 10 năm để hồi tưởng phối hợp với các bác sĩ chuyên môn vô số lần, đến cuối cùng trong đầu chỉ mơ hồ nhớ được ba câu. Câu thứ nhất, anh là tác phẩm thứ ba của tôi, tôi sẽ để hạt giống hoàng mỹ chính nghĩa nhất trong thành phố nở ra bông hoa xấu xa độc ác nhất. Câu thứ hai, tất cả 30 đứa trẻ trong cô nhi viện đều đã chết rồi sao? Không có ai phát hiện ra bất thường đấy chứ. Câu thứ ba, cánh bướm, giúp anh vào mộng. Vì để làm rõ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tôi cố gắng hết sức đi điều tra. Cánh bướm là manh mối duy nhất mà tôi nắm được, nhưng tôi đã chiến đấu 10 năm rồi mà vẫn không thành công bắt được nó. Có đôi lúc thậm chí tôi đã hoài nghi, cánh bướm không phải là một người thực sự tồn tại, mà là một loại tượng trưng cho tội ác. Người thầy của Lệ Tuyết không che giấu quá khứ của mình, cơ thể của ông không chống đỡ được bao lâu nữa, tâm nguyện lớn nhất khi còn sống chính là đưa cánh bướm ra trước công lý. Sự chú ý của ông lão đặt ở câu thứ ba của chủ nhân vườn hoa, lấy cánh bướm làm điểm đột phá. Còn sự chú ý của Hàng Phi thì lại hoàn toàn ở câu thứ hai của chủ nhân vườn hoa. Tất cả 30 đứa trẻ trong cô nhi viện đều đã chết rồi sao? Tại sao lại vừa hay là 30 đứa trẻ? Chẳng lẽ đêm màu máu còn có liên quan đến chủ nhân vườn hoa? Hàng Phi vẫn luôn cho rằng vai chính trong đêm màu máu là tiếng cười điên cuồng và vĩnh sinh pharmaceutical bây giờ hắn mới phát hiện sự việc không đơn giản như vậy đêm đó chắc chắn còn có người khác tại hiện trường ông ơi chủ nhân vườn hoa nói rằng ông là tác phẩm thứ ba cũng có nghĩa là trước ông còn có hai tác phẩm nữa ý của hàng phi là tiếng cười điên cuồng có khi nào cũng là tác phẩm của chủ nhân vườn hoa không nhưng hắn không dám trực tiếp nói hẳn ra dù sao thì sự tồn tại của tiếng cười điên cuồng không thể dễ dàng để lộ chúng tôi đã điều tra rất lâu cũng không phát hiện ra các tác phẩm khác của chủ nhân vườn hoa có điều chúng tôi phát hiện kể từ sau ngày hôm đó tân hổ xuất hiện rất nhiều vụ án giết người tàn ác với chủ đề chết chóc đây chắc hẳn đều có liên quan đến chủ nhân vườn hoa có một câu lạc bộ giết người ở ngoại ô tân hổ đám súc sinh đó coi cái chết và nhân tính méo mó làm tác phẩm của mình cháu có thể chắc chắn chủ nhân vườn hoa chính là người điều hành câu lạc bộ giết người bọn chúng chấm điểm cho cái chết tìm lý do biến thái cho hành vi tội ác của mình Tất cả những chuyện này đều do chủ nhân vườn hoa đứng đằng sau thao túng. Hàng Phi nói với ông lão tất cả những gì mình biết. Khi hắn nghe thấy giọng nói của ông lão, không hiểu vì sao trong đầu cứ hiện ra thân ảnh của Vũ Công. Ông già mù đó và người thầy của Lệ Tuyết dường như là những người cùng một thời. Nghĩ đến đây, Hàng Phi thử hỏi, ông ơi, lúc trước khi ông điều tra vụ án, có từng gặp người nào múa rất giỏi không? Bên cạnh người đó hình như còn có một bà lão thích trồng hoa người múa rất giỏi. Người thầy của lệ tuyết suy nghĩ hồi lâu, tôi nhớ có một vụ án liên quan đến vũ công. Hình như là mười mấy năm trước, bậc thầy vũ công duy nhất của Tân Hổ đã mất tích. Lúc đó nó còn gây ra một sự chấn động lớn, nhiều phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin, nhưng kỳ lạ là người nhà của vũ công không hề trình báo vụ việc, cũng không hợp tác điều tra với chúng tôi, dường như việc vũ công mất tích là một chuyện không thể nhắc đến. Vũ công đó tên là gì? Ông ấy họ Lê, cụ thể tên là gì thì tôi quên mất rồi. Có điều cháu gái của ông ấy cũng là một diễn viên, các cậu hình như còn đã từng hợp tác với nhau trong một game show. Đã từng hợp tác. Game show duy nhất mà Hàng Phi từng tham gia là bí sự bộ ngày 4 tháng 4, bởi vì có quỷ nên đã bị cấm. Sau khi hắn cẩn thận hồi tưởng lại thì nói ra một cái tên, nữ diễn viên tuyến hai Lê Hoàng. Đúng, gia đình bọn họ rất có thiên phú nghệ thuật, đã từng tạo ra nhiều tác phẩm tạo ấn tượng sâu sắc sự mất tích của vũ công đó chắc chắn không đơn giản cháu khuyến nghị mọi người hãy lấy ông ấy làm trung tâm triển khai điều tra lại đừng bỏ qua bất cứ ai xung quanh ông ấy chắc chắn là sẽ có thu hoạch hàn phi không ngờ có thể tra được thân phận thực sự của ông lão mù trong hiện thực đây là một tin tốt đối với hắn tôi sẽ chú ý ông lão suy tư một chút mục đích hôm nay ông đặc biệt gọi điện thoại cho hàn phi không hề đơn giản hàn phi cậu đã hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy tiếp theo đây tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi ông hỏi đi cậu đã nghe thấy bốn chữ chủ nhân vườn hoa ở đâu mười năm qua tôi không hề nhắc đến nó với bất kỳ ai ngoại trừ bác sĩ và đồng nghiệp thân tín nhất của tôi giọng nói của người thầy lệ tuyết nghiêm túc trịnh trọng cháu cậu không cần trả lời tôi chỉ hy vọng cậu có thể duy trì tỉnh táo vĩnh viễn biết mình đang làm gì người thầy của lệ tuyết dường như biết một số chuyện nào đó kẻ giết rồng có thể trở thành anh hùng nhưng cũng có thể trở thành một con rồng ác mới đôi khi vận mệnh chỉ là trong một khoảnh khắc của chúng ta ông yên tâm cho dù cháu có tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ không bao giờ thay đổi ý định ban đầu sau khi hàng phi và người thầy của lệ tuyết kết thúc cuộc gọi thông qua thông tin do kim tuấn một paparazzi mạnh nhất hắn đến thẳng nơi ở của lê hoàng là một diễn viên có tiếng tại tân hổ Trước đây công việc của Lê Hoàng vô cùng bận rộn, cùng ekip bay khắp đất nước. Nhưng kể từ sau khi tham gia game show cùng Hàng Phi, cô đã tạm ngưng tất cả công việc, ở nhà nghỉ ngơi. Nhắc đến cũng thật thần kỳ. Sau khi quay game show hàng đầu xong, tất cả mọi người từ nhà sản xuất đường nghỉ đến một số khách mời ghi hình, ngoại trừ Hàng Phi, đều phải chịu một đòn tâm lý nặng nề, chương trình đã bị cấm phát sóng, công việc cũng bị đình trệ. Khoảng giữa trưa, Hàng Phi đã lặng lẽ đến trước cửa nhà Lê Hoàng, hắn vẫy tay về phía camera giám sát trên cửa. Vài giây sau, cửa chống trộm được mở ra từ bên trong, Lê Hoàng với đầu tóc bù xù mặt đầy ngạc nhiên đứng ở cửa nhìn Hàng Phi. Làm sao cậu biết tôi sống ở đây? Tôi muốn hỏi chị một số chuyện. Cậu có thể gọi điện thoại mà. Lê Hoàng thò đầu ra khỏi nhà nhìn xung quanh, mau vào đi. Sẽ không làm phiền chị chứ. Cậu đã đến tận đây rồi, còn ngây thơ hỏi liệu có làm phiền tôi không lê hoàng túng lấy hàng phi lôi vào nhà cậu không bị paparazzi theo dõi trên đường tới đây đấy chứ là một paparazzi đã cho tôi biết địa chỉ nhà của chị đấy hàng phi đứng ở bên cạnh cửa phân vân không biết có nên thay giày hay không đây là lần đầu tiên hắn đến nhà một diễn viên nữ khác nên hơi dè dặt một chút cậu dũng cảm thật đấy lê hoàng không biết phải đánh giá hàng phi như thế nào nữa tôi lớn hơn cậu gần 10 tuổi nếu như gây ra scandal sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu, một số lượng lớn các fan nữ và fan mẹ biển đều sẽ rời bỏ cậu mà đi đấy. Cái này thì chị thực sự không cần phải lo lắng, fan của tôi đều là fan pháp chế không à. Hàng phi sờ sờ mặt của mình, hắn cảm thấy Lê Hoàng có e rất cao, đây có thể là một cách chuyển hướng khen hắn đẹp trai. Tôi cũng phục cậu rồi đấy, ngồi đi, tôi đi lấy chút đồ uống cho cậu. Lê Hoàng chỉnh lý lại đầu tóc. Lúc này cô mới nhớ ra mình còn không cả trang điểm, mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối bù, thật ngại quá, tôi thường ngày khá cẩu thả. Là tôi quá đường đột. Hàng Philip nhìn nhà của Lê Hoàng. Nhà của ngôi sao nữ tuyến hai này còn không lớn bằng nhà của Kim Tuấn, vô cùng đơn giản. Trên giá sách cạnh tường có rất nhiều cúp giải thưởng khác nhau, một số lượng lớn giấy chứng nhận đóng góp phúc lợi công cộng và nhiều bức ảnh chụp chung với những đứa trẻ trên mạng có rất ít thông tin về việc lê hoàng làm từ thiện nữ diễn viên chỉ âm thầm làm việc thiện một cách kín đáo đừng nhìn tôi sẽ ngại đấy lê hoàng đã thay quần áo cột tóc lên trông rất có tài giỏi giang cô bưng hai ly đồ uống đến trước giá sách lần trước khi quay game show cậu đã cứu tôi tôi còn chưa chính thức cảm ơn cậu sau này nếu cậu cần giúp đỡ cứ nói với tôi nhé tính cách của lê hoàng rất tốt không quay game show cô là người duy nhất muốn quay lại cứu Hàng Phi. Thực ra, bản thân Hàng Phi vẫn còn một chút sợ xã hội, hắn nhìn chầm chầm vào Lê Hoàng một lúc lâu, trong đầu lại hiện ra những câu nói của người thầy Lệ Tuyết. Người nhà của Vũ Công không báo cảnh sát, chứng tỏ người nhà chắc chắn có điều gì giấu giếm, bây giờ mình làm như thế này là lại lật ra vết sẹo cũ của người ta. Sao cậu lại xấu hổ vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng lê hoàng đưa một cốc nước ngọt đến trước mặt hàng phi rồi ngồi đối diện với hắn cậu đã cứu tôi một mạng bất kể chuyện gì chỉ cần không phạm pháp tôi đều sẽ giúp cậu chuyện này có thể một mình chị không thể quyết định được chị có thể gọi cả bác trai và bác gái đến được không hàng phi muốn hỏi chuyện về ông nội của lê hoàng lúc đối phương mất tích lê hoàng vẫn còn là một đứa trẻ chắc chắn không biết nhiều bằng bố mẹ cô cậu còn muốn gặp bố mẹ tôi nữa sao tay cầm đồ uống dừng trên không trung, đầu óc Lê Hoàng ngây ngẩn một lúc, hai má hơi nóng lên, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đùa giỡn với tôi đấy nhé. Tôi rất nghiêm túc. Hàng Phi nhìn nước trái cây trong cốc, tôi biết có thể chị sẽ cảm thấy hơi đường đột, nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Không được, tuyệt đối không được. Không đợi Hàng Phi nói tiếp, Lê Hoàng trực tiếp xua xua tay. Tại sao? Hàng Phi không ngờ Lê Hoàng lại dứt khoát từ chối như vậy hiện tại cậu đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, tiềm năng rất lớn, hơn nữa lại còn ít tuổi, vì vậy tôi không thể trì hoãn cậu vì bất cứ lý do gì. Lê Hoàng tận tình thuyết phục Hàng Phi, tôi đã thấy rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến cuối cùng thì bị scandal hủy hoại. Cậu phải biết, danh tiếng là vần hào quang nhưng cũng là gông cùng của cậu. Uống xong cốc nước này thì về đi, nếu như báo chí vô đạo đức tung tin mù quáng, cậu cứ nói rằng tôi rủ cậu đến đây, mọi chuyện không có liên quan gì đến cậu bốn mắt nhìn nhau lê hoàng nhìn ánh mắt hàng phi không để cho ánh mắt của mình có chút nhượng bộ nào có phải chị đã hiểu lầm rồi không hàng phi luôn cảm thấy hai bên không phải đang nói về cùng một chuyện một vụ án mà tôi điều tra có liên quan đến sự mất tích của ông nội chị vì vậy hy vọng chị có thể gọi bác trai bác gái đến đây mấy người chúng ta nói chuyện một chút vụ án lê hoàng vẫn giữ nguyên tư thế mất ba giây cô mới phản ứng kịp Cô vội vàng cầm lấy nước trái cây để che đi sự xấu hổ của mình, nhưng lại vô tình bị sặc không ngừng ho khan. "Chị vẫn ổn chứ?" "Cậu là một diễn viên, mà lại sáng sớm này ra chạy đến nhà người khác điều tra vụ án. Vậy nên cho dù là tôi, cũng sẽ cảm thấy có chút khó xử." Hàng phi đưa khăn giấy cho Lê Hoàng. "Bây giờ tôi có thể nói tục được không?" Lao đi nước trái cây trên khóe miệng, Lê Hoàng mất một lúc mới điều chỉnh được trạng thái cô lại ngồi đối diện với Hàng Phi, mặt cô đỏ bừng. Vụ án này rất quan trọng, số mạng người có liên quan vượt qua hàng chục, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Giọng nói của Hàng Phi rất bình tĩnh và chắc chắn, dáng vẻ nghiêm túc quả thực rất quyến rũ. Chuyện mất tích của ông nội tôi là một chủ đề cấm kỵ trong nhà, nhưng tôi có thể giúp cậu thuyết phục bố mẹ tôi. Lê Hoàng gọi điện thoại cho bố mẹ, bắt đầu một cuộc trò chuyện video. Điện thoại được kết nối sau một vài hồi chuông. Bố của Lê Hoàng trông rất tốt bụng, ông có vẻ rất vui khi nhận được cuộc gọi từ con gái mình. "Con gái à, sao con lại nhớ gọi điện về nhà thế? Đừng có mua gì cho mọi người nữa, có thiếu gì đâu, đừng lãng phí tiền." Ông tránh ra, "Để tôi nói chuyện với con gái." Bố Lê Hoàng vừa mở miệng nói, đã bị mẹ cô đẩy ra khỏi màn hình điện thoại, "Con nói xem con bao nhiêu tuổi rồi? Nháy mắt thêm cái nữa là đã 40 tuổi rồi đấy, còn không lấy chồng?" mẹ và bố con lúc bằng tuổi con. Mẹ của Lê Hoàng đang nói, thì lông mày đột nhiên nhướng lên, bà nhìn thấy Hàng Phi từ hình ảnh phản chiếu trên màn hình TV. Trẻ vậy á? Mẹ Lê Hoàng như khám phá ra một đại lục mới vậy, bà vỗ vai chồng, nhìn đi. Ông mau nhìn đi. Ở đây có khách, hai người có thể nói nhỏ chút được không? Lê Hoàng xấu hổ nhìn Hàng Phi cười cười, cô thật muốn xóa đi ký ức của ngày hôm nay. Phải biết cô là nữ vương khí phách trên màn ảnh, bây giờ hình tượng gần như đã bị phá hủy. Ai vậy? Có chút quen mắt. Con mau giới thiệu cho mẹ đi. Người ta tới đây là để điều tra vụ án, hai người đừng có như vậy. Lê Hoàng cầm điện thoại di động vào phòng ngủ, mất nửa tiếng sau cô mới lại bước ra ngoài. Bác trai bác gái không đồng ý sao? Hàng Phi có vẻ không chắc chắn. Cậu tự nói với bọn họ đi, tôi đã ám chỉ với bọn họ rồi, nói cậu là nội gián của cảnh sát, là người của cảnh sát, nhưng bọn họ vẫn không muốn tin. Lê Hoàng đưa điện thoại cho Hàng Phi. Cặp vợ chồng trong video đều rất căng thẳng, bọn họ cũng đang nhìn Hàng Phi, đứa trẻ này, chúng ta không nói với cháu là vì bảo vệ cháu, đừng nhúng tay vào, cứ làm tốt công việc diễn viên là được rồi. Bác trai bác gái, cháu rất cảm kích lòng tốt của hai người, nhưng sự mất tích của ông đã ảnh hưởng đến sự an toàn của mấy chục mạng người, cháu không thể dừng cuộc điều tra chỉ vì mình có thể gặp nguy hiểm thái độ của hàng phi rất kiên định túc máy đây chúng ta không thể hại cháu được thấy bố mẹ lê hoàng sắp tắt video hàng phi đột nhiên đứng lên cháu nói ra có thể hai người không tin cháu đã từng gặp ông ạ à. hắn cố định màn hình điện thoại đẩy ghế sofa ra điều múa này chính là bằng chứng từ từ duỗi tay ra hàng phi bắt đầu múa vũ đạo tên là tôi thời gian như đông cứng lại điệu múa của hàng vi như một mảnh hổ phách gãy ra từ dòng sông thời gian ghi lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của vũ công sau khi điệu múa kết thúc ánh mắt bố mẹ lê hoàng vô cùng phức tạp cuối cùng bọn họ cũng đổi ý nói đi cháu muốn hỏi cái gì trước và sau khi ông lão mất tích có gặp chuyện gì bất thường hay người nào bất thường không nơi mà mọi người sống trước đây có người nào nào đáng chú ý không chủ nhân vườn hoa là không thể nhắc đến trong thế giới tầng sâu kết cục của việc thảo luận sau lưng về y sẽ giống như người trồng hoa, gần như bị phát điên, vậy nên hàng phi chỉ còn cách tìm ra thân phận của chủ nhân vườn hoa trong hiện thực. Ta biết cháu đang muốn tìm ai rồi. Bố của Lê Hoàng miếm chặt môi, rất lâu sau mới mở miệng, chúng ta trước đây từng sống ở rìa khu phố cổ, đó là nơi nghèo nhất. Một ngày nọ khi trở về sau một buổi biểu diễn, ông lão phát hiện có một hộ gia đình mới chuyển vào tòa nhà. Hàng xóm mới. Đúng vậy, cả gia đình đó rất đặc biệt bố và mẹ đều là người mù còn đứa trẻ của bọn họ là đôi mắt và niềm hy vọng của gia đình sau khi xem điệu múa của hàng phi xong bố mẹ của lê hoàng đã kể cho hắn nghe về quá khứ mà bọn họ không muốn nhắc đến mẹ ta đã mất từ sớm bố là trụ cột của gia đình lúc đó vũ đạo của ông không được giới chính thống công nhận cộng thêm tính khí của ông rất kém ngang bướng không chịu cúi đầu đoàn kịch hợp tác luôn để ông đứng ngoài rìa sân khấu đóng vai phụ sau đó lại vì một số mâu thuẫn dẫn đến việc bố ta bị buộc phải rời khỏi đoàn kịch hàng ngày ông chỉ biết trông chờ vào những công việc lặt vặt để duy trì cuộc sống của gia đình gia đình chúng ta trước đây rất nghèo nhưng bố luôn dạy chúng ta dù có nghèo đến đâu cũng không thể mất đi khí phách cứ như vậy mà sống qua ngày ánh sáng trong mắt sẽ tan biến bố ta thực sự là một người rất tốt sau khi hàng xóm mới chuyển đến biết cặp vợ chồng đó đều là người mù ông còn sẽ chủ động giúp đỡ Lúc đầu ông còn bảo chúng ta dành thời gian cho đứa trẻ của nhà hàng xóm nhiều hơn, dẫn theo cả cậu ta cùng đi chơi. Ta cũng là từ lúc đó quen biết với cậu ta, đứa trẻ sống trong gia đình khiếm thị đó tên là Cao Hưng. Sau khi đọc ra cái tên đó, huyết sắc trên toàn bộ khuôn mặt của bố Lê Hoàng bắt đầu giảm đi, làn da ngay lập tức trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều. Bởi vì tai nạn lúc nhỏ nên bố của Cao Hưng bị mù cả hai mắt, một bên tai mất đi thính lực. Khi lớn lên, ông kết hôn với một người phụ nữ bị mù bẩm sinh cuộc sống của bọn họ rất khó khăn xung quanh vĩnh viễn chỉ có bóng tối cho đến khi cao hưng ra đời sự xuất hiện của đứa trẻ đó như một tia sáng chiếu vào chiếc lồng tối tăm cả hai vợ chồng đều coi đứa trẻ như một món quà của thượng đế cao hưng được nuôi dưỡng bởi bố mẹ mù cậu ta có tất cả những ưu điểm của bố mẹ mình lương thiện dịu dàng còn nhỏ tuổi mà vô cùng biết cách quan tâm và chăm sóc người khác cậu ta biết bố mẹ và mình khác nhau cũng đã quen với việc giao tiếp với bố mẹ bằng những cách khác ngoài nhìn cậu ta sẽ ngồi cạnh bố mẹ kể về hình dáng của bạn mới của mình sẽ đặt hình người bằng đất sét do chính tay mình làm vào lòng bàn tay của bố để người nhà đoán xem đó là ai bằng cách chạm vào cậu ta còn mang hoa tươi về nhà để hương hoa cũng có thể xuất hiện trong căn nhà biệt lập đó trong thời đại mà chúng ta sinh sống người mù hiếm khi ra ngoài một mình bố mẹ của cao hưng thường nhốt mình ở nhà dựa vào những nghề thủ công làm bằng tay để có được chút thu nhập ít ỏi mỗi cuối tuần bọn họ mới ra ngoài một lần để giao các tác phẩm làm xong cho tiểu thương sau đó đi chợ để mua các vật tư thiết yếu hàng ngày khi gia đình bọn họ ra ngoài cao hưng chính là đôi mắt của bọn họ cậu ta dẫn bố mẹ đi trên vỉa hè đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ của người khác người mù không thể nhìn thấy những khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau đó nhưng cao hưng có thể nhìn thấy từ khi còn rất nhỏ cậu ta đã thấy được sự bóc lột của tiểu thương ngoài miệng thì hỏi han ân cần nhưng trong mắt thì tràn đầy chua ngoa cây độc cũng chính vào lúc đó cao hưng đã hiểu ra một đạo lý cậu ta phải nỗ lực gấp bội so với những đứa trẻ khác mới có thể sống một cuộc sống bình thường như một người bình thường lại qua một thời gian cao hưng bắt đầu đi học sau khi gặp rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa cậu ta dần dần thay đổi trong khi bố mẹ dạy cho cậu ta sự lương thiện cũng đã khắc ghi cảm giác bất an với thế giới bên ngoài trong sâu thẳm tâm hồn cậu ta khi những đứa trẻ khác nói về đủ thứ chuyện cao hưng phát hiện mình không có gì cả khi bố mẹ của những đứa trẻ khác lái xe đến đón bọn chúng về nhà cao hưng chỉ có thể một mình chờ đến muộn nhất mới về nhà khi những đứa trẻ khác bị bắt nạt ở trường bố mẹ của chúng sẽ ngay lập tức lao đến trường ra mặt còn cao hưng thì chỉ có thể chịu đựng cậu ta không thể gây thêm phiền phức cho bố mẹ cũng không muốn những đứa trẻ khác biết rằng bố mẹ mình khác với bố mẹ của bọn chúng. nói đến đây, bố của lê hoàng khẽ thở dài. trường học ở ven thành phố cũ quá lạc hậu. một giáo viên phải chăm sóc quá nhiều đứa trẻ, căn bản không thể quản hết được. cao hưng có bị bắt nạt không ta cũng không rõ, nhưng ta biết gia đình cậu ta chỉ có thể tham nổi trường học như vậy. cuộc sống của đứa trẻ này quả thật rất trắc trở, nhưng không giống lắm với tưởng tượng của cháu. lần này người mà hàng phi đang tìm chính kẻ chủ mưu đứng sau ba tổ chức tội phạm lớn một siêu tội phạm chân chính về sau nữa là cải tạo phá bỏ khu phố cổ phổ cập thông minh hóa cơ giới hóa không còn nhu cầu lao động cấp thấp cặp vợ chồng mù đó dần dần không nhận được đơn đặt hàng nữa bố ta mềm lòng lắm sau khi biết chuyện nhà hàng xóm ông nói dối là có quen mấy ông chủ hàng tháng sẽ trả tiền mua đồ thủ công của nhà hàng xóm về lúc đó gầm giường nhà ta đều đã chất đầy. Loại ngày này đã kéo dài lâu, Tân Hổ bắt đầu xây dựng một thành phố thông minh mới. Hai ông lớn công nghệ trỗi dậy, khu phố cổ dần trở nên hoang vắng, khu vực bên ngoài được quy hoạch thành ngoại ô, càng ngày càng ít người sống trong đó hơn. Đại khái là khi ta học cấp 2, có một hôm vào nửa đêm bố đột nhiên gõ cửa, vô cùng nghiêm túc đi vào phòng ta, sau đó nói với ta những điều mà đến bây giờ ta cũng không thể nào quên được. Ông nghiêm khắc cảnh cáo ta không được tiếp xúc với gia đình nhà Cao Hưng nữa, còn nói sau một thời gian nữa sẽ dọn đi nơi khác. Ta không biết bố đã nhìn thấy hay nghe thấy gì, lúc đó chỉ cảm thấy ông thật là không thể giải thích được. Ngày hôm sau, khi đến trường ta đã gặp Cao Hưng. Cậu ta càng ngày càng gầy, còn có vết thương dưới tay áo dài. Cậu ta tươi cười chào hỏi ta, vẫn giống như trước kia, vẻ mặt vui vẻ nhiệt tình, trong mắt tràn đầy thiện ý vui vẻ. Ta vốn muốn đi đến nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của bố, vì vậy ta đã phớt lờ cậu ta, trực tiếp bỏ đi luôn. Ta có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và một dấu vết mất mát trên khuôn mặt cậu ta. Ngoại trừ ta ra, cậu ta dường như không còn bạn bè nào khác ở nơi sinh sống. Mọi thứ thay đổi là vào 3 tháng sau. Khi ta đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, bố mẹ của Cao Hưng đã bị hại. Hung thủ là một tên chuyên ăn cắp lẻn vào nhà, không ngờ lần này lại bị bố mẹ của Cao Hưng phát hiện hai bên xảy ra tranh đấu kịch liệt tên trộm đó đã lỡ tay giết chết bố mẹ của cao hưng khi ta biết được tin này đã rất buồn muốn qua an ủi cao hưng đám tang chính là lần cuối ta nhìn thấy cậu ta cậu ta nói sớm muộn gì mình cũng sẽ sống ở tòa nhà cao nhất và sang trọng nhất thành phố nếu như không thể khiến tất cả mọi người tôn trọng mình vậy thì sẽ khiến tất cả mọi người đều phải sợ hãi mình ta không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta giống như ta không thể hiểu được một đứa trẻ lương thiện như vậy tại sao lại từng bước trưởng thành như này lúc đó ta vẫn rất đồng cảm với cao hưng nhưng bố ta lại hơi ghét cậu ta ngay cả đám tang của bố mẹ mà cậu ta cũng không tham gia mà lựa chọn chuyển nhà kể từ sau khi rời đi gia đình chúng ta dường như đã đổi vận vũ đạo của bố ta dần được công nhận ông đã kiếm được số tiền mà trước đây đến mỹ cũng không dám gia đình chúng ta cũng không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa từ rìa của khu phố cổ dọn đến trung tâm khu phố cổ rồi lại từ khu phố cổ dọn đến thành phố thông minh mới bố của lê hoàng nắm tay vợ mình khi ta sắp quên đi người có tên là cao hưng này thì một đêm nọ bố ta lại đột nhiên tìm đến ta ông đã kể cho ta nghe một chuyện vô cùng kinh khủng lúc đó khi tên trộm lẻn vào nhà gây ra cái chết của bố mẹ cao hưng dường như toàn bộ sự việc đều liên quan đến cậu ta là cậu ta đã mượn tay tên trộm giết chết bố mẹ mù đã sinh ra và chăm sóc mình lời nói của bố lê hoàng khiến người ta sởn tóc gáy lê hoàng đứng cạnh hàng phi cũng là lần đầu tiên nghe thấy sau khi bố nói cho ta biết những thông tin này thì không lâu sau đã mất tích vào ngày mất tích thứ ba chúng ta đã nhận được một cặp nhãn cầu và một tờ giấy bên trên có ghi một câu như này như vậy chắc là bạn có thể hiểu được tôi rồi đúng không tình hình gia đình ta cũng từ đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn như thể tất cả may mắn đã tiêu hết làm chuyện gì cũng đều thất bại phải cho đến khi lê hoàng trưởng thành gia đình mới coi như đã trở lại bình thường những chuyện đã xảy ra trong quá khứ bố mẹ lê hoàng vốn không muốn nhắc tới nhưng bọn họ không ngờ hàng phi vậy mà lại có thể nhảy ra vũ đạo của ông lão năm xưa ký ức như chiếc kim chôn trong bọt biển càng cố gắng nhớ lại càng cảm thấy đau nhói mọi người là bị cao hưng uy hiếp à cháu nhớ lúc đó cảnh sát dường như cũng muốn giúp tìm người nhưng mọi người đã từ chối sự giúp đỡ của cảnh sát xin lỗi những gì có thể nói với cháu ta đã nói hết rồi bố của lê hoàng nhìn hàng phi nhất định phải tránh xa cậu ta ra những người đến gần cậu ta bất kể là tốt hay là không tốt với cậu ta tất cả đều đã chết cháu sẽ chú ý cháu không hiểu bố của lê hoàng rất lo lắng cậu ta khác với những tên tội phạm mà cháu truy đuổi lúc trước có sự khác biệt về bản chất cậu ta bố của lê hoàng mới nói được một nửa bên phía điện thoại đột ngột phát ra tiếng động hình như là bình hoa bị gió thổi đổ vỡ tan tành tóm lại đừng cố gắng tìm cậu ta tốt nhất đến ý nghĩ cũng không được bố của lê hoàng nói vô cùng kiên định nếu như không phải lúc trước cháu đã cứu lê hoàng còn biết múa vũ đạo của bố ta ta đã không nói với cháu những chuyện này cuộc gọi video bị ngắt ngôi nhà của lê hoàng trở nên vô cùng yên tĩnh về thông tin của người đó tôi cũng là lần đầu tiên nghe được, bố mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này. Lê Hoàng cầm điện thoại lên, cô đã cố gắng hết sức để thuyết phục bố mẹ rồi. Bọn họ đã nói với tôi rất nhiều thông tin rồi. Hàng Phi lại gọi cho Lệ Tuyết, muốn Lệ Tuyết giúp điều tra về Cao Hưng. Vài phút sau, Lệ Tuyết mang đến cho Hàng Phi một thông tin rất tồi tệ. Trong cơ sở dữ liệu thông tin công dân không hề có người tên là Cao Hưng này, cảnh sát cũng điều tra theo những thông tin mà bố của Lê Hoàng nói, nhưng trong tất cả các dữ liệu đều không có sự tồn tại của Cao Hưng. Theo hồ sơ mà cảnh sát tìm thấy, cặp vợ chồng mù kia quả thực đã chết dưới tay tên trộm, nhưng lúc còn sống bọn họ không hề có con cái, Cao Hưng này như thể là do bố của Lê Hoàng hư cấu ra vậy. Không đúng, rút cuộc vấn đề xảy ra ở đâu. Hàng Phi nhíu mày, khi hắn còn đang suy nghĩ, điện thoại lại rung lên, Mèo lưu ly gọi điện thoại cho hắn Xảy ra chuyện gì rồi sao Bánh bao rau bị tấn công rồi Đối phương không phải người chơi bình thường Người không sao chứ Hàng Phi đứng lên Có chút lo lắng hỏi Là bị nhắm đến trong game Để anh Hoàng nói với anh nhé Mèo lưu ly đưa điện thoại cho Hoàng Doanh Hàng Phi Người mà lần này em chọc phải rất đáng sợ Là đám hacker phòng kén khép tiếng nhất Hoàng Doanh hạ giọng anh đã cài đặt một số plugin nhỏ trong máy chơi game của mèo lưu ly có thể dùng để phát hiện virus mục tiêu của đám hacker phòng kén đó không phải là phá tài khoản game của mèo lưu ly và bánh bao rau bọn chúng là muốn lần theo tài khoản game để tìm ra mèo lưu ly trong hiện thực cuộc sống hoàn hảo được điều khiển bởi ai đám hacker đó chắc là không thể dễ dàng thành công hàng rào thông tin là biện pháp bảo vệ do phòng an ninh mạng tân hổ thiết lập cho mọi công dân chỉ những hacker đã phá hủy thành công hàng rào mới đủ tiêu chuẩn được gọi là hacker phòng kén. Bản thân bọn họ rất lợi hại, hơn nữa lần này có vẻ là nhiều người liên thủ. Anh thực sự không thể hiểu được, một hình tượng giả lập săn sai boy tại sao lại bị nhiều tên hung dữ nhắm đến như vậy. Trong giọng của Hoàng Doanh mang theo một chút cảm thán. Anh cảm thấy xác suất thông tin của mèo lưu ly và bánh bao rau bị rò rỉ là bao nhiêu. Tạm thời vẫn chưa có nguy cơ bị rò rỉ, nhưng sau này thì rất khó nói trước. Hoàng Doanh đã đặc biệt nhờ người đánh giá bảo mật, sự cố này cũng là một lời nhắc nhở đối với anh. Vòng sơ loại trực tuyến chắc là sắp kết thúc rồi, anh đưa hình tượng giả lập đó cho em đi, tiếp theo sẽ do em nhập vai. Hàng Phi không muốn ai bị hại vì mình. Được, bây giờ anh sẽ nói với bánh bao rau. Tấm rèm dày che khuất mọi ánh sáng mặt trời, cho dù đã 12 giờ trưa, căn phòng đầy mùi ẩm mốc này vẫn không có chút ánh sáng nào. Trong một tòa nhà ở khu phố cổ Tân Hổ, một thanh niên đang đếm số tiền trên bàn, anh ta đã không được thấy tiền mặt trong một thời gian dài rồi. Hách cơ phòng kén mà anh giúp tôi liên lạc chắc chắn không tìm nhầm người chứ. Ngồi đối diện với người thanh niên là một người đàn ông đeo mặt nạ chuột lan, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bản báo cáo trong tay. Chắc chắn, bên dưới lớp vỏ bọc con trai đó là một nữ người chơi. Chúng tôi đã tìm nhà phân tích tâm lý giỏi nhất, quan sát tất cả hình ảnh của cô ấy, từ đó suy ra tất cả tính cách và thói quen. Người thanh niên đến đầu cũng không ngẩng lên. Chẳng lẽ tôi đã tìm nhầm người rồi? Nhưng tại sao sự xuất hiện của cậu ta lại trùng hợp như vậy? Còn đặc biệt lựa chọn ở cùng một phòng triển lãm với Diệp Huyền. Chuột Lan đang đọc báo cáo, giới tính nữ, tính cách hướng nội, mắc chứng sợ xã hội trước mặt người lạ, sau khi làm quen rồi lại có vẻ tùy tiện hào sản. Sunshine sai boy trong báo cáo với sang sai boy trong lòng chuột lan có sự khác biệt quá lớn giống như là sự khác biệt giữa hải cẩu và thủy quái vậy quá kỳ lạ rồi xem ra mình phải đích thân đến thăm dò xem sao anh hoàn toàn không cần phải đích thân đi một chuyến tỷ lệ phán đoán sai của chuyên gia phân tích của chúng tôi là 0,01%. cô ấy chắc chắn không phải là người mà anh đang tìm kiếm người thanh niên đếm tiền xong vô cùng hài lòng lần giao dịch này vô cùng vui vẻ sau này có công việc tương tự cũng có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giảm giá 20% cho anh. Sau khi kéo khóa cái bọc lên, người thanh niên khoác trên lưng, đang định rời đi thì đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũng, không dùng được sức. Có chuyện gì vậy? Trên mặt người thanh niên hiện lên một sự hoảng sợ, vui mừng trong lòng lập tức bị cuốn trôi, anh đã làm gì tôi? Không có gì, chỉ là để giao dịch vui vẻ hơn một chút thôi. Chuột Lan cất bản báo cáo đi, Cậu có biết tại sao những tên hacker phòng kén kia không dám đích thân đến giao dịch với chúng tôi không? Cả không chút do dự lấy từ trong túi ra một ống kim tiêm, chậm rãi đi tới bên người thanh niên, nâng mặt đối phương lên, tay chơi thực sự sẽ không dễ dàng lộ diện, bởi vì bọn họ sợ rằng chính mình cũng sẽ trở thành một phần của giao dịch. Đầu kim đâm vào cổ, thí nghiệm của chuột lan đã bắt đầu. Một giờ sau, chuột lan đang nghe truyện trên TV audio CV từ trong phòng đi ra, cánh cửa của các phòng khác trong tòa nhà cũng đều được mở ra, những người đeo mặt nạ lần lượt đứng ở cửa. Sau ca nhạc do Deep State Technology tổ chức sắp bước vào vòng trong. Để đề phòng có người sử dụng thiết bị công nghệ cao hỗ trợ, những ca sĩ được chọn cuối cùng đều phải tiến hành lần lựa chọn thứ hai apply. Tối nay chúng ta sẽ đến địa điểm chính ở Tân Hổ, chắc là có thể gặp được Sunshine Boy trong hội trường. Chục Lan, tôi nghe nói tất cả các thí sinh của buổi biểu diễn đều sẽ che mặt lại, hơn nữa ở thành phố thông minh camera giám sát nghiêm ngặt, e rằng không dễ gì ra tay. Một người đàn ông đeo mặt nạ con báo nói. Chỉ cần xác nhận thân phận của cậu ta là được rồi, chưa đến bước đường cùng, đừng xung đột với cậu ta. Chuột lan liếc nhìn những người xung quanh, mấy người còn có thắc mắc gì nữa không? Sang sai boy cho dù thế nào cũng là thành viên cốt cán của nhóm trò chuyện lan truyền chết chóc, chúng ta nhắm vào cậu ta như thế này, có khi nào chọc giận quả đen không? Tên điên đó vốn dĩ đang tìm lý do để đi khắp nơi giết người. Con báo có chút lo lắng. Mấy người sợ quả đen, chẳng lẽ không sợ tôi sao? Giọng điệu của chuột lang thay đổi, tất cả những người xung quanh đều không dám lên tiếng nữa. Tôi không cố ý hù dọa mấy người, sang sai boy kia là một con quái vật thực sự. Một khi cậu ta mất kiểm soát, có thể sẽ tàn bạo hơn cả tôi và quả đen cộng lại. Đã hiểu, chúng tôi sẽ đến đó đúng giờ. Tôi đã nói với nữ tử thần về sai Boy rồi, cô ta sẽ sắp xếp cho mọi người tiến vào hội trường. Sau khi chào hỏi Lê Hoàng, Hàng Phi cầm điện thoại rời đi. Tuyển chọn giả lập online kết thúc vào lúc 12 giờ trưa, tuyển chọn offline bắt đầu lúc 8 giờ tối, Hàng Phi chuẩn bị thay thế bánh bao rau, trở lại làm sai Boy thực sự. Đến nhà của mèo lưu ly, Hàng Phi hỏi lại tình hình của bánh bao rau lần nữa. Sau khi xác định rằng cô không bị liên lụy mới cảm thấy yên tâm, rồi nhanh chóng nhờ lệ tuyết tạm thời giúp chăm sóc đối phương sân nhà của những tên sát nhân biến thái kia là ở ngoại thành quen với việc hoạt động vào nửa đêm nếu như bọn chúng dám tấn công mình chắc chắn sẽ liều mạng đến thành phố thông minh mới hàng phi đã lên xong kế hoạch camera giám sát dày đặc của thành phố thông minh mới chính là sân nhà của cảnh sát chỉ cần bọn chúng ra tay nhất định sẽ lộ ra sơ hở buổi biểu diễn ca nhạc do Deep State Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical phối hợp tổ chức là lễ hội âm nhạc lớn nhất trong những năm gần đây. Vòng trong tuyển chọn sẽ kéo dài trong nhiều ngày, cho đến khi chọn ra được giọng ca có thể chạm đến lòng người nhất thế giới. Hàng phi tinh chắc chắn đối phương sẽ ra tay vào một ngày nào đó trong sâu ca nhạc, hắn phải lôi hết những con chuột ẩn trong góc tối này ra ngoài. Sự tồn tại của không thể nhắc đến rất kinh khủng. Nếu đã như vậy thì sẽ bắt đầu từ thuộc hạ của nó trước loại bỏ hết lũ khốn nạn tiếp tay cho giặc, rồi cuối cùng sẽ loại bỏ đến nó. Vì để đảm bảo sự kết hợp giữa ma quỷ và mèo có thể đi đến cuối cùng, Hàng Phi cũng lần đầu tiên luyện tập với mèo lưu ly. Tiếng ca của hai người đã không thể dùng chạm đến linh hồn để miêu tả, thậm chí có thể nói là tấn công linh hồn. Hơn nữa hai người cũng vô cùng ăn ý với nhau, sự phối hợp được rèn giũa từ trong sự sống và cái chết đó vượt xa những các nhóm hát khác. Khoảng 5 giờ chiều, Hàng Phi và Mèo Lưu Ly lên đường. Bọn họ đã đi trước từ rất sớm, nhưng không ngờ khi đến đó, địa điểm chính đã chật cứng người. Theo hướng dẫn của robot dịch vụ Deep State Technology, những người bình thường đi vào phòng chuẩn bị ở sảnh phụ của địa điểm từ lối đi số 6 và số 7. Các ngôi sao nổi tiếng sẽ được đưa đón bằng xe riêng, cả quá trình sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài. Nhiều quảng cáo và tài trợ như vậy, tụ tập nhiều tên tuổi lớn, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc thi vòng trong. Nhìn sự rầm rộ có thể so sánh với liên hoan phim, hàng phi không khỏi thở dài, hai gã khổng lồ công nghệ lớn có thể muốn mượn hoạt động lớn này để thay đổi hình tượng của mình, chuyển hướng sự chú ý của công chúng ở một mức độ nhất định. Mặc đồng phục dự thi do robot phục vụ chuẩn bị, Hàng Phi và mèo lưu đeo mặt nạ đi vào từ lối đi dành cho người bình thường. Có thể là để giới thiệu công nghệ của mình cho công chúng, Tất cả nhân viên phục vụ tại địa điểm của Deep State Technology đều là quản gia robot, hoàn toàn được điều khiển bởi bộ não của thành phố thông minh. Có vẻ như nó đang cố gắng nói với công chúng rằng đây là một trò chơi hoàn toàn công bằng không có sự can thiệp của con người. Chúng ta có gặp được Diệp Huyền ở đây không? Xác suất gặp mặt ngày đầu tiên không cao, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tiến lên, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được cô ấy, nghĩ đến cũng có chút kích động, cô ấy là thần tượng của rất nhiều ca sĩ trẻ trong Tân Hổ mèo lưu ly cười cười, giống như một con mèo con đi theo hàng phi. Mọi người thưởng thức tác phẩm của cô ta, nhưng lại không biết cô ta chính là tác phẩm của người khác. Hàng Phi cũng không giải thích nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng thí sinh, thời gian này đừng liên hệ với bánh bao rau, hãy làm mờ nhạt sự tồn tại của cô ấy. Buổi thử giọng của sâu ca nhạc được tổ chức ở thế giới tầng cạn của cuộc sống hoàn hảo. Cách đây rất lâu Hàng Phi đã từng cố gắng đăng nhập vào trò chơi cuộc sống hoàn hảo một cách bình thường, nhưng trong quá trình đăng nhập đã xảy ra sự cố, kể từ đó hắn đều không thử đăng nhập lại nữa. Lần này vì để tham gia buổi lễ trọng thể này, cũng không còn cách nào khác mới để bánh bao rau thay thế mình. 8 giờ tối, buổi biểu diễn ca nhạc chính thức bắt đầu, một sự kiện hoang lạc của thành phố thông minh mới được khởi động. Biển người khán giả offline và các phương tiện truyền thông khác nhau đều lần lượt có mặt, đều đang suy đoán về danh tính thực sự của các ca sĩ nổi tiếng, trực tuyến lại càng tập trung độ hóc toàn mạng, mỗi một người tham gia đều có người hâm mộ và người ủng hộ riêng, điểm tích lũy và mức độ nổi tiếng của người chơi cũng thay đổi liên tục. Mèo lưu ly nhìn màn hình hiển thị trong phòng, trong hơi phấn khích, sân khấu trong mơ của cô chính là như thế này. Đêm nay em đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ tận hưởng sân khấu là được rồi. Hàng Phi cũng là người đã từng trải qua những cảnh quay lớn. Cho dù có bao nhiêu khán giả, cho dù sân khấu lớn cỡ nào, trong lòng hắn mãi mãi chỉ muốn bắt người, mọi thứ đều là vì điều tra không thể nhắc đến. Các thí sinh bước ra sân khấu dưới sự dẫn dắt của người máy phục vụ, thực lực các thí sinh đều rất mạnh, cũng chả trách mà mèo lưu ly lại không chắc chắn. Khoảng 9 giờ, cửa phòng của hàng phi được mở ra, đến lượt bọn họ lên sân khấu. Mèo lưu ly hít một hơi thật sâu, xoa dịu lại cảm xúc phấn khích của mình, còn hàng phi thì sải bước ra ngoài, hắn sợ sẽ làm chậm trễ việc về nhà chơi game của mình. Hãy đeo đầy đủ thiết bị lên, đi theo tôi. Robot phục vụ phát ra âm thanh nhắc nhở nhẹ nhàng, bọn họ cùng nhau đi qua một đoạn đường dài, đi thang máy lên trên. Các thí sinh hãy chuẩn bị, cửa thang máy sẽ dừng lại sau bức màn sân khấu, các bạn còn 10 giây để chuẩn bị. Các con số trên màn hình liên tục thay đổi, sau khi robot phục vụ kiểm tra thiết bị mà hàng phi và mèo lưu ly đã đeo, nó lặng lẽ lui vào góc thang máy. Khi con số trở thành 3, cửa thang máy màu trắng bạc mở ra hai bên, hàng phi và mèo lưu ly bước ra khỏi thang máy bức màn đen khổng lồ từ từ kéo lên ánh đèn sân khấu rơi vào hai người bọn họ đây là lần đầu tiên mèo lưu ly biểu diễn trên sân khấu thực sự ánh đèn chói lọi khiến cô cảm thấy choáng váng những làn sóng cổ vũ khiến cô có chút hoảng hốt đừng căng thẳng ước mơ của em đang từ từ thành hiện thực em đang dần trở thành dáng vẻ mà mình mong đợi nhất hàng phi nhẹ nhàng đỡ mèo lưu ly nếu thật sự không thể bình tĩnh lại thì cứ trốn sau lưng anh bức màn được kéo lên hoàn toàn mèo lưu ly rụt rè nấp sau lưng hàng phi. Ngay cả khi đang đeo mặt nạ, mặc đồng phục như nhau, nhưng biểu hiện của cô lúc này cũng chỉ như một chú mèo con vừa tìm được chủ nhân. Khán giả tại hiện trường thì còn đỡ, các cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp bắt đầu reset màn hình ngay lập tức. Mau mau, là một con mèo, thật là muốn bắt nạt cô ấy. Hận không thể bắt về làm vợ. Đó không phải là ca sĩ câm bị mèo lưu ly lôi vào cuộc thi vòng trong hay sao? anh nói cái gì vậy? Người ta tên là cậu bé búa cát. Ca khúc còn chưa được biểu diễn, đã có rất nhiều tranh cãi trên mạng. Rất nhiều người cho rằng Hàng Phi là đồ đẻo cán, một câu cũng chưa từng mở miệng mà đã lao vào vòng trong, thật là thái quá, hiện tại mọi người đều đang đợi xem hắn mất mặt. Đỡ hơn chưa? Hàng Phi quay đầu nhẹ giọng nói. Rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Ca khúc do chính mèo lưu ly sáng tác vang lên trên sân khấu, sang sai boy cũng lần đầu tiên đã cất lên tiếng hát. Giọng ca độc đáo hát ca khúc của thế giới tầng sâu, ánh sáng dường như bị bóp méo từng chút một, một con ma quỷ đến từ tuyệt vọng sâu thẳm nhất mở mắt ra. Cổ họng của hàng phi được hận ý hôm qua, mỗi lời hắn nói ra đều là nguyền rủa. Loại tà ác đó, thuần túy như màn đêm, các vì sao cũng phải cúi đầu trước hắn. Khán giả phía dưới sân khấu chết lặng, Cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp thương xót, không ai có thể ngờ một người đàn ông chỉ biết chơi búa cắt lại có thể hát được một bài hát như vậy. Cảm giác ấn lạnh lan tỏa, khán giả cảm thấy trong lòng như có một đóa hồng đen cắm vào, thân rễ gai nhọn quấn quanh mạch máu và trái tim, cực kỳ nguy hiểm nhưng đồng thời cũng vô cùng xinh đẹp. Trong phòng chuẩn bị dành cho người chơi VIP, Diệp Huyền nhìn Hàng Phi và Mèo Lưu Ly đang ở trên màn hình, cô dùng một giọng vô cùng chắc chắn nói, thay người rồi tên này mới đúng là sang sai boy anh ta rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì diệp huyền vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm nhầm người rồi lập tức ngưng hành động cô không ngừng bấm số gọi nhưng không ai trả lời những tên sát nhân biến thái kia có rất nhiều người đều không được ghi vào cơ sở dữ liệu thông tin công dân sau khi vào thành phố thông minh bọn họ cũng không dám tùy ý sử dụng thiết bị liên lạc mua ngoài chợ đen vì sợ bị cảnh sát tra được Hỏng rồi trên sân khấu hoành tráng ma quỷ đang hát mọi người đang đoán xem ca sĩ này rút cuộc là ai sau khi bài hát kết thúc khán giả dưới sân khấu thậm chí vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng hát một lúc lâu sau tiếng vỗ tay như sấm vang lên đây chính là sang sai boy sao mọi người hãy xem hót rất đi sang sai boy giả thích cười tích cực hướng về phía trước sang sai boy thực bị cả thế giới hiểu lầm là ma quỷ nhưng lại dành tất cả sự dịu dàng của mình cho một con mèo hoang Thế này mà không kết hôn thì rất khó hạ màn đấy. Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy ấn lạnh, chẳng lẽ có mỹ nữ đang nghĩ đến mình sao? Khi tiếng nhạc kết thúc, ánh đèn chiếu vào hàng phi, hắn liếc nhìn tất cả khán giả có mặt tại đây, như thể đang cố ý khiêu khích những tên sát nhân biến thái vậy. Tôi đang ở đây, mấy người có dám tới không? Bức màn từ từ được đóng lại, hàng phi diều mèo lưu ly đang căng thẳng đến mức run rẩy cả cánh tay bước xuống sân khấu bọn họ phải quay trở lại căn phòng cùng với robot phục vụ, rời đi từ một lối đi đặc biệt để danh tính của những người chơi sẽ không bị tiết lộ. Tiểu Mao, có thể sẽ có người nhắm đến chúng ta, vì vậy anh sẽ rời đi trước, em hãy đợi Kim Tuấn đến đón. Trước khi đến, Hàng Phi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Anh cũng phải chú ý an toàn. Yên tâm đi. Hàng Phi thay quần áo, rời đi trước. Đường từ phòng nghỉ của thí sinh đến lối đi đặc biệt rất an toàn, Hàng Phi không gặp phải bất kỳ người nào khả nghi, nhưng hắn vừa ra khỏi lối đi đặc biệt, đã cảm nhận được những ánh mắt thăm dò. Chọn đúng thời gian tới đây, còn nắm rõ địa điểm này như trong lòng bàn tay, đám người này năng lực không hề nhỏ. Hàng Phi đội mũ, ăn mặc hoàn toàn khác với phong cách thường ngày, bọn họ sẽ lựa chọn ra tay ở đâu đây? Hàng Phi không cố ý giấu giếm hành tung của mình, hắn vẫn luôn không ngừng quan sát xung quanh cẩn thận, đi về phía nơi có ít người ở bên ngoài địa điểm bên trong địa điểm vẫn đang rầm rộ, không ai có thể ngờ rằng bên ngoài có thể sẽ xảy ra giết chóc nguy hiểm tanh máu. Những cư dân sống ở thành phố thông minh đã an nhàn quá lâu rồi. Thành phố thông minh mới này với khu phố cổ trông đúng là hoàn toàn khác nhau. Khắp nơi đều là quảng cáo trên màn hình ảo, trên đường phố là ô tô không người lái, trên vỉa hè có đủ các loại phương tiện công cộng hoạt động tự động, còn có các robot đưa tin và các nhà quản lý thành phố được điều khiển bởi bộ não trí tuệ. Nơi này mỗi năm đều có những thay đổi mới, so với nó thì khu phố cổ trông giống như một vùng nước động. Các thể loại màn hình chiếu ảo chiếu sáng bầu trời đêm, giữa những tòa nhà cao chót vót còn chuẩn bị xây dựng đoàn tàu đường sao. Trí tưởng tượng của con người và mọi kỳ vọng về tương lai đều tập trung tại thành phố này, nó giống như viên ngọc quý trên vương miện của loài người. Phó Sinh đã tạo ra một thời đại mới, đáng tiếc rằng trên thế giới này ngoại trừ mình ra, không còn có ai nhớ đến tên ông ấy nữa. Hàng Phi nhìn về phía xa, có một tòa nhà chọc trời cao 100 mét ở phía bên trái của thành phố thông minh, nơi đó chính là trụ sở chính của Vĩnh Sinh Pharmaceutical. Khác với sự cởi mở, hội nhập và tinh thần dám nghĩ dám làm của Deep State Technology, tòa nhà của Vĩnh Sinh Pharmaceutical không cho phép bất kỳ người ngoài nào đến tham quan. Đây là một trong những nơi bí ẩn nhất ở thành phố thông minh Tân Hổ. Phó sinh đã không còn nữa, mình sẽ phải đối mặt với một thời đại như thế nào đây? Hàng Phi lại tiến thêm một bước, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Chiếc xe không người lái cuối cùng trên đường lướt qua, tất cả hình chiếu quảng cáo ảo trên toàn bộ con đường đều hiện ra lỗi trình phát, mắt điện tử hình như là bị hacker xâm nhập hách mất, nơi mà Hàng Phi đang đứng đèn đều đã tắt hết. Sang Sai Boy, giới tính thật là nữ, tính cách hướng nội nhút nhát. Một người đàn ông đeo mặt nạ con báo không biết từ bao giờ xuất hiện dưới ánh đèn đường, vẻ ngoài của cậu rất khác so với phân tích tâm lý xem ra cậu quả thực là một kẻ biến thái. Chỉ một mình anh à. Hàng Phi vẫn dùng giọng điệu khi hát, khác hẳn với giọng thường ngày khi nói chuyện bình thường. Muốn xâm nhập thành phố thông minh mới đúng là không dễ dàng, đám hacker phòng kén kia đã tốn rất nhiều công sức mới dành được cho chúng ta 3 phút. Con báo vừa nói vừa đi về phía Hàng Phi. Anh đã lãng phí 10 giây rồi. Lãng phí rồi sao? Hãy nhìn xung quanh mình đi, ha ha con báo đeo một chiếc găng tay đặc biệt lên, chỉ cần bị gã đánh trúng thì sẽ bị xé toạc một miếng thịt lớn. Khi gã và Hàng Phi đang nói chuyện, các thành viên của câu lạc bộ giết người ẩn náu ở đây cũng lần lượt đi ra, mỗi người đều toát ra một cổ sát khí mạnh mẽ. Cậu đã nghe nói về giết người Flash chưa? Mọi người ở địa điểm chỉ định, thời gian chỉ định, mục tiết giết chết chỉ định. Trước đây chúng tôi đã từng làm những việc tương tự ở rất nhiều nơi, nhưng trong thành phố thông minh thì đây là lần đầu tiên, cậu cũng được coi là một tiền lệ. Người đàn ông đeo mặt nạ cá sấu véo vào cổ họng nói. Chúng ta sẽ trong vòng 3 phút giải quyết cậu, tách thi thể cậu ra, mỗi người mang đi một bộ phận, để cậu biến mất vô căn cứ ở khu vực này. Bên cạnh cá sấu là một người phụ nữ đeo mặt nạ sao biển. Trong 3 phút tách rời một người. Tôi chỉ thích cách các người chém gió thôi. Hàng Phi ngẩng đầu lên, trên mặt nở ra nụ cười, chuyện mà tôi không làm được, các người có thể làm được sao? ngay khi mở miệng nói hàng phi và các thành viên của câu lạc bộ giết chóc đồng thời hành động có thể nhìn ra mấy thành viên của câu lạc bộ tấn công hàng phi đều là những người có luyện tập nhưng đối tượng luyện tập thường ngày của bọn chúng có sự khác biệt về chất với hắn để khiến đối phương mất đi lợi thế về quân số càng sớm càng tốt hàng phi ra tay vô cùng nặng trước khi đối thủ hình thành vòng vây hắn chủ động xông lên tốc độ của hắn nhanh đến kinh ngạc trong bóng tối con báo còn chưa kịp phản ứng lại Thì một cú đấm trời giáng đã vào mặt gã Mặt nạ vỡ vụn Sống mũi sụp xuống Khuôn mặt của con báo lõm hẳn vào trong Các mảnh mặt nạ và da mặt dính chặt vào nhau Con báo đeo găng tay Ngã thẳng người xuống đất Mấy người này biết rất rõ năng lực của con báo Nhưng bọn chúng hoàn toàn khác với người bình thường Sau khi thấy con báo bị đánh gục Không những không sợ hãi mà càng thêm điên cuồng một con dao làm bằng vật liệu đặc biệt sượt qua sau đầu hàng phi. Hắn lăn về phía trước, sau đó ngay tại chỗ, lấy ra vũ khí của mình. Hắn kéo hai chân con báo, lấy con báo bất tỉnh làm khiên thịt, vừa đỡ đòn của đối thủ vừa điên cùng tấn công. Hàng Phi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, phải giao mấy tên này cho cảnh sát, cứ men theo con đường này chắc là có thể tóm được một con cá lớn. Mấy thành viên cao cấp của câu lạc bộ đều có thể lực tốt, rất thành thạo trong chiến đấu. So với những người bình thường, bọn chúng còn có một sự khác biệt rất lớn nữa là cơn đau dường như có thể kích thích tiềm năng của bọn chúng hơn nữa, khiến cho tốc độ của bọn chúng nhanh hơn. Sức mạnh của không thể nhắc đến đã thay đổi bọn chúng. Một khi các thành viên trong câu lạc bộ có trách tâm giết người, bọn chúng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, mỗi người bọn chúng đều mắc phải chứng bệnh tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, giết người sẽ giải phóng hoàn toàn bản ngã bệnh hoạn trong nội tâm. Cánh bướm thích xúi dục những người bình thường phạm tội, câu lạc bộ giết người này có vẻ thích tuyển mộ những kẻ biến thái bẩm sinh hơn, tập hợp tất cả những tà ác trên thế giới này. Thời gian 3 phút còn chưa hết, các thành viên câu lạc bộ bao vây Hàng Phi đã ngã xuống đất. Hàng Phi nhất thời không muốn lộ diện, nên hắn tranh thủ thời gian cuối cùng nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi khu vực đó, tiếng tích tắc vang lên, như thể kim đồng hồ cơ đang chuyển động. Dừng chân lại, tóc gáy Hàng Phi dựng đứng, hắn cảm thấy một mối nguy hiểm chết người. Nhanh chóng cúng lấy người đàn ông con báo đang sống dở chết dở trên mặt đất chặn phía trước người, hàng phi nhìn vào bóng tối. Tôi không muốn làm gì cậu, chỉ muốn làm quen với đối tác mới gia nhập một chút thôi. Một người phụ nữ đeo mặt nạ tử thần bước ra từ bóng tối, động tác của cô ta thanh thoát, khí chất hoàn toàn khác với các thành viên cao cấp trong câu lạc bộ, nhưng tôi thật sự không ngờ sang sai boy vậy mà lại là cậu chú Hề. Sau khi nghe thấy giọng nói của nữ tử thần, phản ứng đầu tiên của hàng phi chính là dùng khiên thịt xông thẳng đến chỗ cô ta hắn muốn rút ngắn khoảng cách với đối phương sau đó cho đối phương một nhát bất kể cậu là ai chỉ cần cậu đã soi qua tấm gương đó thì đều là người của mình rồi các thành viên cốt cán tàn sát lẫn nhau thì không được thần linh cho phép nữ tử thần cũng không thấy có nhiều động tĩnh nhưng cô ta vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với hàng phi có thể từ hội trường đến đây trong thời gian đầu tiên đại khái tôi có thể xác định được cô là ai rồi. Hàng Phi biết sẽ không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn, vì vậy một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu hắn. Diệp Huyền đã tham gia vào vòng sơ tuyển trong cuộc sống hoàn hảo, đối phương có tài khoản cuộc sống hoàn hảo, chỉ cần có thể tìm ra thời gian đăng nhập của Diệp Huyền, thì có thể tìm cách kéo cô ta xuống. Cậu biết tôi là ai cũng không sao, thân phận cũng không quan trọng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu. Ánh mắt của nữ tử thần rời khỏi hàng phi, nhìn những tòa nhà cao nhất ở thành phố thông minh mới, cậu rất may mắn được ngồi trên chuyến xe cuối cùng, thành phố này rất nhanh thôi sẽ phát sinh biến động. Biến động Phó Thiên, người sáng lập thời đại mới, truyền thuyết của thời đại cũ, được xác nhận là đã chết, di cảo được gọi là hoàn hảo của ông ta cũng bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, thế hệ thứ bảy của bộ não trí tuệ đã có kẻ hở, thủy triều của đêm tối rất nhanh sẽ tràn vào trong đầu mọi người. Nữ tử thần ở một khoảng cách xa đưa tay về phía hàng phi, không ai có thể ngăn cản, chiếc khóa lớn của vận mệnh đã được mở ra, bọn chúng sẽ trở lại. Bọn chúng là chỉ những thứ bên phía chiếc cương à. Hàng Phi cảm thấy người mà nữ tử thần muốn nói đến là phó sinh, đáng tiếc ông lão đã bị người ta lãng quên, người đời chỉ còn nhớ phó thiên. So với bọn chúng, chúng ta chính là những con kiến sống trong đường chấp giữa thời đại mới và thời đại cũ, tất cả những gì có thể làm chỉ là ngước nhìn. Nữ tử thần không ngừng rút lui về sau, khi đèn bật sáng thì biến mất trên con phố dài chạy nhanh thật đấy tên đó chắc chắn đã có ý đồ giết người cũng may là mình đã phát hiện trước để không gây rắc rối hàng phi cũng vội vàng rời đi trước khi camera giám sát được khôi phục hoàn toàn không lâu sau khi hắn rời đi đội tuần tra robot của thành phố và cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức bắt đầu cuộc điều tra quan sát cảnh sát ra ra vào vào một chiếc ô tô không người lái lẳng lặng đậu bên ngoài nơi tổ chức buổi biểu diễn nữ hành khách trên xe tháo mặt nạ tử thần xuống. Cậu ta rốt cuộc là quái vật gì? Mình cách xa như vậy còn bị phát hiện. Người phụ nữ lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô ta dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hủy vũ khí bị cấm, nhanh chóng thay quần áo ra, không nên hành động hấp tấp, cậu ta chắc chắn không phải là người bình thường. Lấy điện thoại di động ra, người phụ nữ liên tiếp gọi mấy cuộc, mấy người đi giúp tôi điều tra sang sai boy số 127, trong vòng 24 giờ tôi nhất định phải có được thông tin của cậu ta. Giá cả bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của người phụ nữ vẫn không thể bình tĩnh lại được, gần đây tin tức kín quá, không thể dùng người sống để thư giãn, chỉ có thể lấy các NPC trong game ra dùng tạm. Người phụ nữ cài đặt ở chế độ về nhà cho phương tiện. Cô ta lau mồ hôi lạnh trên người, đội một chiếc mũ bảo hiểm chơi game ảo di động lên. Hàng phi tránh cảnh sát cũng không dừng lại, hắn tranh thủ thời gian vội trở về khu phố cổ, cuối cùng cũng trở về nhà trước 12 giờ đêm. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều phải kiên trì chơi game mỗi ngày. Cũng vì trò chơi này mà Hàng Phi đã trở thành một người vô cùng tự kỷ luật. Mình đã ngoại tuyến ở khu vực mưa đen, sau khi đăng nhập không biết sẽ gặp phải thứ gì, hay, đúng là mệnh khổ mà. Nằm trong máy chơi game, Hàng Phi đội mũ bảo hiểm vào trò chơi sắc máu bao phủ tất cả mọi thứ khi hắn mở mắt ra lần nữa chợt cảm thấy ớn lạnh khắp người nhìn về phía trước một ông lão với một cây đại thụ màu đen mọc trên lưng đang ngồi xổm trong góc phòng ông ấy rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hàng phi nhưng vẫn ngay lập tức bịt miệng lại ra hiệu cho hắn đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào hàng phi bị mất nút thoát cũng rất căng thẳng hắn lấy ra tái sinh từ trong ô vật phẩm dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào quỷ văn trên ngực ông lão này hình như đang sợ thứ gì đó nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt của ông lão những giọt mưa đen rơi trên đường phố ảm đạm vết máu trên mặt đất cũng từ từ nhạt đi thấy hàng phi chậm rãi tới gần cửa sổ ông lão liên tục xua xua tay ông ấy sợ đến hồn cũng sắp không còn dừng chân lại hàng phi ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích sau khoảng vài giây trên đường phố xuất hiện một con quái vật dị dạng vô cùng kỳ lạ nó vừa trông giống người lại vừa trông giống giả thú, trên tay trái khổng lồ bị biến dạng có khuôn mặt của một đứa trẻ, cơ thể khổng lồ kéo lê trong nước mưa, trên người còn mặc trang phục được cắt và may từ vô số váy của trẻ em. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã phát hiện tác phẩm số 10 của thần linh lắng nghe. Lắng nghe, quán niệm cỡ siêu lớn mỗi loại khuyết điểm tính cách đều là do sự bất hạnh thời thơ ấu gây ra. Những đứa trẻ đó đã nghe thấy rất nhiều điều chúng không nên nghe, đến cuối cùng bọn chúng trở thành một con quái vật. Chú ý! Giữ im lặng, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quán niệm cỡ siêu lớn. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi thấy miêu tả như vậy trong nhắc nhở của hệ thống. Hắn yên lặng ở tại chỗ, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Con quái vật khổng lồ đang nằm bò ra giữa đường, nó đặt chiếc tai dị dạng của mình trên vũng máu máu đang từ từ tan ra trong màn mưa đen bị đứa trẻ trên vành tai của con quái vật liếm đi thân hình to lớn của nó bắt đầu từ từ di chuyển làn da được ghép thành từ váy của những đứa trẻ phát ra tiếng kêu đau đớn của bọn chúng ngẩng cái đầu hoàn toàn đột biến lên con quái vật nhìn về phía căn phòng nơi hàng phi đang ở làm thế nào mà nó phát hiện ra mình ngón tay của hàng phi đâm vào da thịt khi hắn đang định gọi đại nghiệp ra thì ông lão bên cạnh đột nhiên cắt đứt một sợi dây thừng từ cửa sổ phía sau. Những thi thể khiếm khuyết bốc mùi từ nóc nhà bên cạnh rơi xuống, đó dường như là khẩu phần ăn mà ông lão dành riêng cho mình. Mắt thấy mình đang là mục tiêu của oán niệm cỡ siêu lớn, ông lão đành phải từ bỏ chúng để tranh thủ thời gian cho bản thân. Những thi thể rơi xuống thu hút sự chú ý của lắng nghe. Con quái vật bò về phía tòa nhà bên cạnh, nhưng khuôn mặt đứa trẻ dị dạng trên tay nó vẫn không ngừng kêu gào như thể đang nhắc nhở con quái vật rằng nó đang đi sai hướng rồi tranh thủ cơ hội hiếm có này ông lão có cái cây kỳ lạ mọc trên lưng nhanh chóng đi xuống tầng chuẩn bị trốn đi nơi khác hàng phi tất nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian mà ông lão đã dành được tay hắn cầm chặt dao tái sinh theo sát phía sau ông chỉ còn một giọt máu hắn đã phát huy đặc tính nghề nghiệp của đồ tể nửa đêm đến cực điểm lượng máu càng ít các mục tố chất cơ thể nâng cao càng lớn, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, ông lão kia căn bản không thể cắt đuôi được. Khi hai người chạy đến tầng một, ông lão quay đầu lại trừng mắt hung ác nhìn hàng phi một cái, như thể đang dùng ánh mắt nói với hắn cút ngay. Điểm thuộc tính của hàng phi đều tăng vào thể lực. Có vẻ như hắn không hiểu ý của ông lão, cứ theo sát ông ta không rời. Hai người chui vào một lối đi ngầm dưới đất, đến một cửa hàng tạp hóa cuối phố ở đây mới là nhà thực sự của ông lão. Ông ta rất không muốn cho hàng phi vào, nhưng một khi phát sinh xung đột sẽ lại thu hút quái vật đến. Cuối cùng ông ta chống lại ý muốn xé nát hàng phi, dẫn theo hắn trốn lên tầng 2 của cửa hàng tạp hóa. ầm um, ầm um. Cũng chỉ cách có vài giây, tòa nhà lúc nãy bọn họ ẩn náu đã bị lắng nghe, phá hủy. Đồ đạc trong nhà cùng thi thể do ông lão dự trữ đều bị phá nát, ở đó đã không còn thứ gì nguyên vẹn. Con quái vật dường như có trí thông minh không cao, nó không thể phán đoán con mồi còn sống hay không, vì vậy chỉ có thể nghiền nát tất cả. Hàng Phi nhìn về phía ông lão, ông lão có cái cây kỳ lạ mọc sau lưng cũng đang trừng mắt nhìn hắn, như thể đang dùng ánh mắt điên cuồng chửi rủa hắn vậy. Nếu như mình online muộn thêm vài phút, nói không chừng đã bị chôn sống rồi. Nghĩ đến đây, Hàng Phi cũng không chịu thua kém nhìn lại ông lão. Khi đối mặt với một kẻ thù cường mạnh bên ngoài, xung đột nội bộ sẽ tạm thời bị kìm hãm, chờ sau khi áp lực bên ngoài biến mất, cuộc chiến nội bộ sẽ bắt đầu. Lắng nghe đã phá hủy tòa nhà, lại bắt đầu lang thang trên phố. Phải hơn 10 phút sau nó mới lao sang các dãy phố khác. Thần kinh căng thẳng của ông lão cũng được thả lỏng, ánh mắt như rắn độc nhìn chầm chầm hàng phi, miệng há ra, hàm răng dính thứ gì đó giống như nấm mốc, trông rất đáng sợ. Đều là tại cậu, tất cả miếng mồi của ta đều đã bị lãng phí hết rồi. Giọng nói khàn khàn vắt ra từ cổ họng của ông lão, ông ta dường như đã rất lâu không nói chuyện rồi. Tôi còn tưởng ông bị câm cơ đấy. Hàng Phi chặn dao tái sinh trước ngực. Căn nhà đó là ta tìm thấy trước, nếu như không phải cậu dẫn quái vật đến đó, ta đã không gặp nguy hiểm. Đối mặt với hành vi sức sực của Hàng Phi, cái cây trên lưng ông lão đều đang run rẩy. những tòa nhà gần ngã tư trên phố này đều là của ta đừng tức giận, cái gì mọc trên lưng ông vậy? Chậu hoa hay sao? Hàng Phi biết lắng nghe vẫn chưa đi xa. Với mức độ sợ chết của ông lão này chắc là sẽ không đánh nhau với hắn, nhiều nhất cũng chỉ âm thầm dở trò thôi. Nghe thấy Hàng Phi nói như vậy, ông lão càng thêm tức giận, như thể cái cây trên lưng là nỗi nhục nhã cả đời của ông ta vậy. Ông không phải cũng là tác phẩm của thần linh đấy chứ. Hàng Phi nói xong thì lắc lắc đầu, không đúng, ông quá yếu, chắc là không phải đâu nhỉ. Nhắc tới tác phẩm của thần linh, ông lão vốn dĩ đang tức đến toàn thân rung lên từ từ bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi lớn át tất cả cảm xúc. Trong khu vực được bao phủ bởi mưa đen này, hai từ thần linh đại diện cho quá nhiều thứ. Ông lão lùi lại trong góc, ông ta vươn ra cánh tay vẫn luôn giấu trong ống tay áo, bên trên đó cũng mọc đầy nấm mốc, làm sao ta có thể là tác phẩm của thần linh được. Ta chỉ là một miếng phế liệu con quái vật bò bên ngoài vừa rồi mới là kiệt tác của thần linh. Cảm nhận được giọng điệu của ông lão đã dịu lại, Hàng Phi sử dụng hai năng lực ngôn linh và hoa ngữ, tiếp tục hỏi, tại sao bọn chúng lại tới săn bắt ông? Khu vực này gần đây xảy ra chuyện gì thế? Hàng Phi biết rất rõ lý do sự hỗn loạn của khu vực này, nhưng hắn rất giỏi trong việc sử dụng nghệ thuật ăn nói để xóa bỏ mọi thứ liên quan đến bản thân mình. Đêm qua ở khu trong có người đã giết tác phẩm của thần linh, cụ thể tại sao ta cũng không rõ. Ta chỉ biết cánh cửa ở tầng dưới cùng của tòa nhà chọc trời đột nhiên bị mở ra, tác phẩm của thần linh đã chạy ra ngoài. Ông lão bất giác đã trúng chiêu. Ông ta còn không phát hiện ra giọng nói của hàng phi đã khác so với lúc nãy, chỉ cảm thấy trong hắn có vẻ vừa mắt hơn một chút. Quái vật đó là chạy ra từ tòa nhà chọc trời. Hàng Phi cảm thấy mình không thể ở lại khu trong được nữa, nơi này quả thực quá nguy hiểm, hay là chúng ta đến khu ngoài lánh nạn đi ông có biết đường rời đi không ông lão không lập tức trả lời ngay dường như ông ta đang phải đấu tranh tư tưởng gay gắt đường phố nối liền khu trong và khu ngoài có rất nhiều nhưng trên người chúng ta có dấu ấn của mưa đen vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát chúng ta chỉ là phế liệu là phế vật có thể tùy ý giết chết và vứt bỏ bất cứ lúc nào miễn cưỡng đấu tranh để không hồn phi phách tán đã là ân phước của thần linh rồi nếu như ông đã cảm thấy mình là phế liệu không còn bất kỳ giá trị gì tại sao lại phải liều mình tranh đấu? Tạo ra mồi nhữ. Lo trước tính sau. Ông căn bản không muốn hồn phi phách tán, cho dù thế giới này rất tồi tệ, ông đối với nó vẫn còn lưu niệm. Hàng phi lại sử dụng năng lực ngôn linh lần nữa, thoát ra khu ngoài, ít nhất ở đó sẽ an toàn hơn nhiều. Mắt thấy ông lão sắp bị hàng phi thuyết phục, tiếng mưa ngoài cửa sổ đột nhiên lớn hơn, hạt mưa rơi trên cửa sổ biến thành màu đỏ, giống như những đứa trẻ đang dùng bàn tay chảy máu đập vào kính. Hàng phi chỉ cảm thấy không ổn khi nhìn thấy những điều này, nhưng phản ứng của ông lão lại mạnh hơn rất nhiều, nếp nhăn trên cả khuôn mặt đều chen chúc vào nhau, "Không ổn, thứ đó tới rồi." Ông lão không nói lời nào quay đầu bỏ chạy. Trước khi rời đi, Hàng phi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Bên dưới ngọn đèn đường đã hỏng ở đầu ngõ có một đứa trẻ đang đứng, đứa trẻ đó đeo cặp sách, cúi đầu, trông không khác gì một đứa trẻ bình thường. Ở một nơi mà tất cả cư dân đều dị dạng méo mó, sự xuất hiện của một đứa trẻ bình thường như vậy đột nhiên khiến Hàng Phi có chút không thích ứng lắm. Nước mưa sau khi rơi xuống trên người đứa nhỏ này lại biến thành máu. Trong cặp sách của nó có đựng cái gì vậy? Đại nghiệt trong quỷ văn phát ra cảnh cáo cho Hàng Phi, trong đầu hắn cũng vang lên tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã tìm thấy tác phẩm thứ 11 của thần linh đứa trẻ không thích về nhà. Đứa trẻ không thích về nhà, quán niệm đặc biệt đứa trẻ này rất sợ về nhà của mình, không ai biết trong nhà nó có ẩn giấu cái gì. Nói tóm lại khi gặp nó nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để nó đi theo bạn về nhà. Lại một quán niệm đặc biệt. Khi hàng phi nhìn lại bên dưới ngọn đèn đường, đứa trẻ đã không thấy đâu, hắn bất chợt cảm thấy sợn tóc gãy, đứa trẻ đó không phải muốn đi theo mình về nhà đấy chứ. Không dám ở lại, hàng phi đuổi theo ông lão, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài chúng ta chạy riêng đi cậu đừng có đi theo ta nữa sau khi đi ra khỏi nhà ông lão lo lắng giọng nói của mình sẽ bị lắng nghe nghe thấy lại bắt đầu dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu với hàng phi đáng tiếc hắn lại như thuốc cao bôi trên da chó vậy làm thế nào cũng không thể thoát khỏi ông lớn tuổi rồi một mình làm sao được đi qua ngã tư ông lão dẫn hàng phi trốn vào bên trong những ngôi nhà trống nhưng dù trốn ở đâu chỉ cần bọn họ đang định hít thở một hơi tiếng gõ cửa sẽ vang lên đứa trẻ dường như nhất quyết muốn đi theo bọn họ về nhà tạo vật của thần linh tại sao lại rơi vào cùng loạn ông lão càng cảm thấy sợ hãi ông ta phát hiện đứa trẻ kia đang cố ý ép bọn họ về phía tòa nhà chọc trời hiện tại bọn họ đã cách càng ngày càng xa khu ngoài rồi không thể trốn được nữa rồi cái cây sau lưng rơi xuống mấy chiếc lá khô héo ông lão run rẩy nhìn vào cuối đêm mưa cả người ông ta đang đứng bên trong cái bóng của tòa nhà chọc trời một khi chúng ta vào bên trong tòa nhà thì sẽ không bao giờ ra được nữa bùng 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 tiếng gõ cửa vội vã vang lên đứa trẻ không thích về nhà kia dường như đang đứng ngoài cửa càng tồi tệ hơn nữa là lắng nghe oán niệm cỡ siêu lớn cũng đang tiến về phía này nếu như bị bọn họ bao vây hàn phi và ông lão có mọc cánh cũng không thoát được liều thôi thay vì đi vào tòa nhà chọc trời muốn chết không được muốn sống không xong, còn không bằng đánh cược một phen ở đây. Chỉ cần trở nên kích động, cái cây kỳ lạ trên lưng sẽ bắt đầu rút máu ông ta, sau đó chảy ra tạp chất màu đen phát ra mùi thối từ bên dưới làn da. Hàng Phi không biết năng lực của ông lão là gì, hắn còn phải đề phòng ông ta đâm cho một nhát vào thời khắc cuối cùng. Tình huống hiện tại quả thực rất tồi tệ, Hàng Phi không dám tùy tiện để đại nghiệp ra ngoài, đó là chỗ dựa duy nhất của hắn nếu như đại nghiệp bị đứa trẻ bên ngoài cửa dẫn đi thì oán niệm cỡ siêu lớn kia căn bản không ai có thể đối phó được mình còn có quân ác chủ bài nào khác không tiếng gõ cửa vang lên như một tiếng thúc giục lắng nghe cũng bắt đầu tăng tốc chạy tới đây hàng phi nghiến răng nghiến lợi hắn thì thào nói với ông lão giúp tôi kéo dài thời gian dựa vào đâu ta chết rồi cậu cho rằng có thể sống một mình sao cái cây phía sau lưng ông lão như một đứa trẻ bắt đầu lớn nhanh cơ thể và lý trí của ông ta đang dần dần bị hút đi. Thực ra, tôi luôn muốn thử một chuyện, nhưng lại không có cơ hội trên địa bàn nhà mình. Ở đây gần tòa nhà chọc trời như vậy, bất kể có gây ra rắc rối lớn đến đâu chắc là đều không sao. Hàng Phi nhanh chóng bước vào căn phòng bên cạnh, hắn mở bản thuộc tính ra, vô thức liếc nhìn nút thoát một cái. Kỳ tích không xuất hiện, Hàng Phi lập tức sử dụng một kỹ năng chủ động khác của mình hắn lấy ra chiếc chuông dẫn hồn từ trong ô vật phẩm, vừa điên cuồng lắc, miệng vừa khẽ niệm, chiêu hồn. Sắc máu lập tức tràn đầy bản thuộc tính, quỷ môn từ từ mở ra, lộ ra biển máu đáng sợ. Khi thoát và đăng nhập game mọi thứ đều sẽ biến thành sắc máu, biển máu này có thể mới là diện mạo thực sự của thế giới tầng sâu. Lần này Hàng Phi không trực tiếp đọc ra tên một người như mọi lần, hắn biết chiêu hồn có xác suất thất bại nhất định, có xác suất chiêu đến những thứ khác. Bây giờ hắn phải giữ lại đại nghiệp để giữ mạng, vì vậy đã ghim hy vọng vào việc chiêu hồn. Biển máu khẽ nổi sóng, từng khuôn mặt quỷ điên cùng cắn xé biển máu, nhưng bởi vì hàng phi lâu không phát ra tên linh hồn nên những mặt quỷ đó đều chậm rãi đổ về phía hắn. Chiêu hồn sẽ phải trả giá, hàng phi tạm thời vẫn chưa biết cái giá phải trả là gì, nhưng hắn biết nếu mình không gọi ra một cái tên, những khuôn mặt quỷ kia rất có thể sẽ kéo hắn xuống biển máu. Nếu không muốn chiêu hồn thất bại, không thể chiêu đến những người có vận may quá thấp chẳng hạn như thẩm lạc và hoàng doanh cũng không thể chiêu hồn những người bị âm khí quấn thân nghĩ đi nghĩ lại trong đầu hàng phi hiện lên một khuôn mặt tối nay hắn vừa mới xác nhận thân phận của đối phương xong chung hồn rung lên hàng phi hướng về phía quỷ môn khẽ gọi tên diệp huyền từng khuôn mặt quỷ nổi trong biển máu vô cùng hung dữ đâm vào nhưng không có mặt quỷ nào quay lại chiêu hồn thất bại rồi diệp huyền không xuất hiện những thứ khác trong biển máu cũng không đi ra. Nhìn quỷ môn đang dần dần đóng lại, hàng phi lần nữa kêu lên, chiêu hồn. Quỷ môn vốn sắp đóng lại được mở ra lần nữa, nhưng biển máu dường như đã trở nên có chút không yên tĩnh. Có cái gì đó dưới nước? Hàng phi nhìn thấy một bóng người nổi lên dưới mặt nước đẫm máu, áp lực cực lớn đó khiến cho đại nghiệt hét lên một tiếng, mặt quỷ trên mặt nước cũng bắt đầu tháo chạy tứ phía. Lúc này, Việc quan trọng nhất cần làm là lập tức kết thúc nghi thức chiêu hồn, đóng quỷ môn lại. Nhưng Hàng Phi lại giống như nhân vật chính trong phim kinh dị chuyên hố đồng đội, hắn xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Hàng Phi vội vàng chạy đến, ông lão ngoài cửa cũng tim đập loạn xạ. Ông ta còn tưởng rằng có tác phẩm khác của thần linh đã vào trong phòng. Vừa rồi cậu làm gì vậy? Hoàn thành chuyện mình luôn muốn làm. Những người tiên phong của thời đại thường có những đặc điểm sau, ham học hỏi, tinh thần dám nghĩ dám làm, tinh thần đồng đội và tinh thần tìm tòi học hỏi. Mà Hàng Phi đã có tất cả những đặc điểm đó. Hắn hợp tác với ông lão, mở quỹ môn mà mình vẫn luôn tò mò ra trên địa bản của người khác, chấp nhận rủi ro bản thân có thể bị giết chết, chiêu hồn ra quái vật chưa biết trong biển máu. Có lẽ là bởi vì cảm động trước những gì Hàng Phi đã làm, ông lão nhìn vết máu đang điên cuồng loan lỗ sau lưng hắn, trong mắt hơi ương ước. Cậu! Điên rồi sao? Dưới đáy biển sâu là cái gì, chính Hàng Phi cũng không biết, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thân. Cảm nhận được luồng khí đáng sợ từ bên trong căn phòng truyền đến, cái cây kỳ lạ trên lưng ông lão hơi héo rũ đi một chút. Nó dường như có vẻ quá sợ hãi đến mức không dám tùy tiện nở ra. Tiếng gõ cửa phòng cũng đột ngột dừng lại, khóa cửa từ từ chuyển động, sau đó rơi thẳng xuống đất. Cánh cửa từ từ bị mở ra, một đứa trẻ đeo cặp sách xuất hiện trước cửa là tác phẩm số 11 của thần linh, đứa trẻ cũng vô cùng mạnh mẽ trong số những oán niệm đặc biệt. Nó đứng ở đâu thì mưa đen sẽ biến thành mưa máu ở đó. Chú ơi, ông ơi, hai người có thể thu nhận cháu một đêm được không? Một giọng nói non nớt phát ra từ miệng cậu bé. Khóa kéo của cặp sách tự động được mở ra, một cánh tay đầy sẹo vươn ra từ trong đó, chụp thẳng hướng cổ Hàng Phi. Chạy! Hàng Phi làm gì còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác, hắn xoay người đẩy cửa sổ ra, vừa định nhảy ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan. Quay đầu lại nhìn, cánh tay duỗi ra từ trong cặp sách rơi xuống đất, tại chỗ xương gãy có mấy hàng dấu răng hung dữ. Bên trong gian phòng bên cạnh phát ra âm thanh kỳ lạ, vô số mạch máu như con trăng nhìn thấy con mồi, từ trên tường căn phòng chui ra, trong nháy mắt đã chiếm nửa phòng khách. Đến bây giờ Hàng Phi vẫn chưa nhìn thấy quái vật trong biển máu kia trông như thế nào, chỉ khí tức mà đối phương toát ra đã khiến hắn và ông lão phải sợ hãi. Đã đến lúc quỷ môn đóng lại, nhưng con quái vật đó dường như đang dùng cơ thể chặn quỷ môn, không cho nó đóng lại. Tại sao mày có thể mất lịch sự đến như vậy? Cậu bé nhìn cánh tay bị gãy trên mặt đất, đôi mắt trong veo như bị nhỏ mực vào, con ngươi dần dần trở nên đục ngầu, toát ra một loại ác ý thuần túy, tại sao lại cắn đứt cánh tay của bố? Dưới đáy chiếc cặp chảy ra rất nhiều máu những cánh tay được ghép lại từ tứ chi khiếm khuyết của con người vươn ra khỏi tập sách của cậu bé bắt về phía gian phòng đơn năng lực của cậu bé vô cùng lớn nhưng cho dù nó có tấn công căn phòng như thế nào thì tất cả các cánh tay đều bị gãy cùng với tiếng gầm xuyên thấu vang lên con quái vật được hàng phi chiêu hồn dường như đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của biển máu cơ thể của nó vắt ra khỏi quỷ môn nhụn toàn bộ tòa nhà thành màu đỏ như máu cậu đã lôi ra cái quái gì vậy ông lão cảm thấy như thể linh hồn của mình sắp bị hút đi nếu như tôi biết thì tôi đã sớm nói với ông rồi hàn phi lúc này cũng đang rất hoảng sợ hắn phát hiện ra với tư cách là người chiêu hồn con quái vật chưa biết kia với hắn có tồn tại một loại liên hệ nào đó nói cách khác con quái vật đó và hắn luôn luôn có thể cảm nhận được vị trí của nhau nếu như mình sử dụng thiên phú hồi hồn đối với con quái vật đó thì nó sẽ trở lại biển máu hay là trực tiếp bị mình đưa đến thế giới tầng cạn. Việc khám phá khoa học thường sẽ phải đi đường vòng, đồng thời phải trả một cái giá nào đó. Điều duy nhất mà Hàng Phi cảm thấy may mắn lúc này là mình đã thực hiện thí nghiệm trên địa bàn của người khác. Đừng nhìn nữa. Mau đi thôi. Hàng Phi đối với ông lão cũng rất đủ chí cốt. Hắn vứt lại cậu bé một mình đối mặt với quái vật biển máu, còn mình thì khóa cổ ông lão, rồi cùng ông ta nhảy xuống tầng một. Kính già yêu trẻ được thể hiện một cách sâu sắc tinh tế trên người hắn. Sau khi hai người rời đi, cuộc chiến giữa cậu bé và con quái vật chưa biết trong biển máu chính thức bắt đầu. Cả tòa nhà bị nhún sắc máu, tiếng khóc của cậu bé vang lên. Cửa sổ đều vỡ tan, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một bóng máu rất nhanh xẹt qua. Cặp học sinh của cậu bé dường như là một cái hố xác chết không đáy, từ đó đủ loại xác sống nổi lên, như muốn đang thành một cái lồng xác chết. Nó rất muốn khống chế bóng máu, nhưng tốc độ của hai người chênh lệch quá lớn tiếng khóc vang vọng trong đêm mưa đường phố chết chóc bị đánh thức lắng nghe khổng lồ cũng xuất hiện bên cạnh tòa nhà nó ngẩng đầu cắn về phía quái vật thoát ra từ biển máu đừng nhìn nữa chúng ta hãy tạm biệt nhau từ đây đi ông lão một khắc cũng không muốn ở cùng với hàng phi hiện tại ông ta rất sợ hãi vừa sợ hãi tác phẩm của thần linh vừa sợ hãi hàng phi bên cạnh Hàng Phi cũng chỉ muốn để ông lão giúp mình thu hút sự chú ý của quái vật mà thôi. Lúc này quái vật đã bị dẫn dụ đi, hắn ngay lập tức chuẩn bị trốn ra khu ngoài. Ý tưởng rất tốt, nhưng Hàng Phi và ông lão đã đi sâu vào khu vực cốt lõi rồi. Tòa nhà chọc trời rất áp chế ở ngay trước mặt, lúc này muốn rời đi cũng đã muộn. Hàng Phi chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy trên đường xuất hiện một quái nhân mặc áo mưa màu đỏ. Đối phương đang xách một chiếc hộp gỗ trông như tế đàn, trên tay còn cầm một tấm ảnh nhào nát đang không ngừng chảy máu. Đây lại là quỷ quái nào thế? Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã thành công phát hiện tác phẩm số 12 của thần linh sứ giả. Sứ giả, quán niệm đặc biệt quán niệm qua lại giữa cao ốc và thế giới bên ngoài. Không ai biết khuôn mặt ẩn giấu dưới lớp quần áo của bọn họ trông như thế nào, bọn họ phụ trách truyền tải thông tin của thần linh. Chú ý! Số lượng sứ giả có rất nhiều, bọn họ là một tổng thể có thể liên lạc với nhau. Có thể giết chết một sứ giả rất dễ dàng, nhưng sau đó bạn sẽ biết thế nào là sợ hãi. Số lượng rất nhiều, giết chết một người, sẽ đến một nhóm, thế này thì đánh thế nào? Hàng Phi nhìn về phía sứ giả đang tới gần, lại đuổi đến bên cạnh ông lão, này ông lão, cùng nhau chạy trốn đi. Đừng đi theo ta nữa. Ông lão, tôi không có ác ý gì với ông cả. Hàng Phi nhanh chóng giải thích, phía sau có một con quái vật mặc áo mưa ông từng nhìn thấy chưa bức ảnh trên tay bọn chúng hình như có in khuôn mặt của chúng ta chúng ta đã bị nhắm đến rồi sao cậu đi đi toàn thân bị mưa đen làm ướt sũng ông lão cũng phát hiện ra sứ giả phía sau cả khuôn mặt tái xanh bắt đầu chạy thục mạng về phía trước hàng phi nhìn thấy ông lão bắt đầu tăng tốc hắn cũng nhanh chóng chạy theo ông lão cùng nhau đi không có ông làm sao tôi có thể sống được ông lão sau khi lao ra khỏi con phố ông lão chạy phía trước đột ngột dừng lại hàng phi suýt nữa thì đập đầu vào cái cây trên lưng ông ta sao thế hắn phát hiện cơ thể ông lão đang khẽ run rẩy nhìn về phía ngã tư chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi những người sứ giả mặc áo mưa đỏ áo mưa đen đi ra từ khắp các ngôi nhà những con quái vật này đang cầm trên tay đủ các thể loại chân tay khiếm khuyết và các mảnh cơ thể người giống như những con kiến thợ đi tìm thức ăn trong tổ kiến không có bất kỳ cảm xúc nào mang tất cả những gì mình nhìn thấy và có thể ăn được trở lại tòa nhà chọc trời toi rồi ông lão suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất thân hình vốn dị dạng của ông ta đang rung lên vì sợ hãi dường như đã từ bỏ phản kháng không có đường rồi xung quanh cũng có thể còn có những tác phẩm khác của thần linh nữa chúng ta không thể chạy ra rồi giọng của ông lão vô cùng tuyệt vọng hàng phi chỉ còn một giọt máu hắn không dám tùy tiện đụng độ với sứ giả hắn nhìn xung quanh, khắp nơi đều có sứ giả, nhưng con đường dẫn đến tòa nhà chọc trời lại không có một bóng người. Sứ giả là từ cao ốc thăm dò ra bên ngoài. Bọn chúng mặc áo mưa, che mặt, rất có khả năng chính là cư dân của tòa nhà. Nếu như bọn chúng có cách để thoát ra, chúng ta trốn vào tòa nhà đó chắc là cũng có thể thoát ra được chứ. Hàng Phi là người chơi, chỉ cần sống sót trong 3 giờ, hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa là có thể apply rồi xác suất kích hoạt nhiệm vụ trong bản đồ chưa biết là rất cao lúc này đối với hắn bà nói vẫn chưa phải là bước đường cùng ông lão tôi có một ý tưởng rất điên rồ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất tôi muốn tạm thời trốn vào trong tòa nhà chọc trời tránh đi sóng gió lần này rồi tính sau hàng phi không phải chỉ nói miệng mà thôi hắn là thực sự chuẩn bị làm như vậy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất cậu đừng có ngốc nữa quỷ mới tin mấy lời này của cậu Ông lão ngoài miệng thì từ chối, nhưng cơ thể theo bản năng lại xoay người cùng hàng phi chuyển hướng. Không ai muốn hồn phi phách tán, đặc biệt là khi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Bất kể ông nghĩ thế nào, tôi tuyệt đối cũng không thể chết ở đây. Hàng phi dùng hết tốc lực lao thẳng về phía tòa nhà chọc trời. Tất cả đồ đạc của hắn đều trong ô vật phẩm, hắn bây giờ đang ở trạng thái mạnh nhất. Tòa nhà cao chọc trời ở ngay trước mặt, kế hoạch trước đó của hàng phi là xâm nhập và gặm nhấm từng bước một sau khi làm rõ mới tiến vào nhưng hiện tại làm gì có nhiều kế hoạch đến thế đủ loại sự cố buộc hàng phi phải lựa chọn phương thức qua cửa có tiềm năng nhất bọn họ nhắm vào tòa nhà bên cạnh tòa nhà chọc trời làm mục tiêu trước khi các sứ giả tập trung về phía bên này tưởng rằng bọn họ đã trốn vào trong tòa nhà rồi thì sẽ lập tức lao thẳng tới tòa nhà chọc trời chỉ khi thực sự đến gần mới phát hiện ra sự hùng vĩ của tòa nhà này kết nối trời và đất nó căn bản không giống như một tòa nhà, càng giống như một thành phố nhỏ với nhiều lớp xếp chồng lên nhau hơn. Mưa đen rơi trên tường ngoài của tòa nhà, Hàng Phi và ông lão không có nhiều thời gian để cảm khái. Bọn họ chủ động trốn vào bên trong tòa nhà này. ầm ầm, Tiếng sét vang lên, một tia sét cực lớn đánh lên trên đám mây đen, như thể đôi mắt của thần linh đã mở ra một khe hở. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã đi vào bản đồ ẩn chưa xác định. Mức độ nguy hiểm của bản đồ này cực kỳ cao. Độ khó ban đầu là ranh dê, không loại trừ có tồn tại khu vực ranh C. Người chơi số không, hãy chú ý. Vui lòng rời đi trong vòng 1 giờ. Mưa đen trên người rơi xuống đất, nhìn hành lang tối tăm u ám trước mặt, sắc mặt của ông lão vô cùng kém, đúng là làm sao mà ta lại tin cậu được cơ chứ. Người vào tòa nhà này không một ai có thể sống sót rời đi được ông chắc chắn đã bị cái gọi là thần linh tẩy não rồi. Nếu như không một ai có thể còn sống sót rời đi, thế những sứ giả bên ngoài kia là như thế nào? Bọn họ không phải vẫn có thể đi ra ngoài đó sao? Hàng Phi không tiếp tục tranh cãi với ông lão nữa. Hắn âm thầm cảm nhận con quái vật biển máu một chút, mối liên hệ giữa tên đó và mình vẫn chưa bị gián đoạn, hai oán niệm đặc biệt lắng nghe và đứa bé đều không thể giết chết được nó. Một lý do khác khiến Hàng Phi muốn trốn trong tòa nhà chọc trời là vì quái vật biển máu, hắn không muốn con quái vật đó theo mình trở về công viên vui chơi. Lúc này oán trách cũng không có ích gì, phải cố gắng hết sức để sống sót mới được. Hàng Phi bước lên những bậc thềm đổ nát, quan sát kỹ càng. Bên trong của tòa nhà chọc trời này rối rắm và phức tạp, chỉ những thang máy đang hoạt động đã có 20 chiếc rồi. Càng quỷ dị hơn là những chiếc thang máy kia một số là loại mới nhất, một số là thang máy kiểu cũ như hàng rào sắt, khoảng cách thời gian là gần 50 năm. Toàn bộ tòa nhà trông vô cùng quỷ dị và vô lý, đâu đâu cũng có dấu vết của thời gian trôi qua, thời gian 50 năm dường như bị pha trộn ở trong đây. Những sứ giả kia chắc là rất nhanh sẽ quay trở lại, chúng ta hãy tìm một nơi để ẩn nấp trước đã. Hàng Phi nhìn những con số không ngừng thay đổi trên thang máy. Rất nhiều thang máy đang được sử dụng, hắn không dám đi đến mà kéo ông lão đi vào hành lang ngoài cùng bên trái. Các bậc thang được sơn bằng lớp sơn đỏ đã bong tróc, các tầng cách nhau rất xa, các hành lang được dán các lá bùa và vẽ đủ các loại kinh khủng gớm ghiếc. Hàng Phi lên đến tầng 2. Hắn liếc nhìn hành lang, các hành lang dài được kết nối với nhau một cách ngẫu nhiên, giống như chung cư chuồng lợn nơi người tị nạn ở vậy. Những căn phòng đơn chật hẹp nằm cạnh nhau, trên đó bày nhiều vật dụng linh tinh. Ngoài các căn hộ để ở ra, còn có một số căn nhà của cư dân đã được cải tạo thành cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bánh ngọt, phòng khám nhỏ. Nơi này cho ta cảm giác rất không tốt. Ông lão nói và không muốn trốn ở tầng 2, vì vậy cùng hàng phi tiếp tục đi lên. Bậc thang dường như đã sạch sẽ hơn một chút. Tầng 3 vẫn là căn hộ cho thuê và một dãy đủ các thể loại cửa hàng. Có điều ở góc rẽ hai hành lang đã cơi nới thêm một vài phòng, nơi đó biến thành một trường mầm non tư thục. Ở một nơi mang hơi thở của cuộc sống như này Tại sao lại không thấy một bóng người Hơi thở của cuộc sống ở đâu ra Ông lão với tư cách là một con quỷ còn không chịu nổi nữa Ông ta không ngừng lắc lắc đầu Túng lấy hàng phi tiếp tục chạy lên tầng 4 Hàng phi đang nghe chuyện trên TV Audio CV Không muốn cách tầng 1 quá xa Nhưng mỗi khi hắn chuẩn bị đi vào hành lang Ông lão đều sẽ ngăn hắn lại Những hành lang trong thì có vẻ rất an toàn nhưng lại như ẩn chứa sát ý cực mạnh, như thể chỉ cần bước vào là sẽ bị giết chết. Đại nghiệt trong quỷ văn cũng không ngừng phát ra cảnh cáo với hàng phi, tựa như trong toàn bộ tòa nhà không có một nơi nào an toàn. Không thể đi xa hơn nữa, đám sứ giả đó chuẩn bị trở về rồi. Hàng Phi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ dưới tầng truyền đến, lúc này hắn và ông lão đã lên đến tầng 4. Nhìn vào phía bên trong tầng, những căn nhà chen chúc với đủ các thể loại cửa hàng nhỏ khác nhau từ nhiều thập kỷ trước, phòng khám nha khoa, hiệu thuốc, sòng bạc nhỏ không treo biển hiệu, vân vân. Tầng thấp của tòa nhà chọc trời này hoàn toàn tương ứng với tầng lớp thấp của thành phố, hoặc có thể mô tả nó là tầng thấp của thời đại cũng được. Đi ở đây giống như đi trong khu phố cổ Tân Hổ cách đây hàng chục năm, cũ nát, lộn xộn, đông đúc, trị an cực kỳ kém. Không còn thời gian nữa rồi, trốn ở tầng này đi. Con số 4 không được may mắn cho lắm, rất nhiều tòa nhà đều không có tầng 4. Ông lão lắc đầu, trên cổ ông ta nổi da gà, thân thể càng ngày càng lạnh, lại đi lên trên xem sao. Mùi hôi thối trong không khí trở nên nồng nặc, như thể là mùi của bùn nhão và thịt trộn lẫn vào nhau. Dưới sự dẫn dắt của ông lão, hàng phi đi đến tầng 5. Hành lang trên tầng này treo cờ trắng, bên trên viết những tố cáo đầy máu và nước mắt. Đại khái dường như là có liên quan đến tầng 6, những người ở tầng đó khiến cư dân ở tầng dưới không thể sinh sống bình thường. Rất nhiều gia đình tan nát, trẻ em biến thành mồ côi, thậm chí còn có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Lối đi giữa tầng 5 và tầng 6 đã bị chặn bởi rất nhiều các đồ vật lộn xộn. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, trong đống đồ vật có một lối đi nhỏ mà một người miễn cưỡng có thể đi qua. Khi Hàng Phi và ông lão đang do dự không biết có nên trốn ở tầng 5 hay không, có một cánh cửa đột nhiên được mở ra ở hành lang tầng 5. Cánh cửa kim loại của kỹ ngay cả khi rất cẩn thận đẩy ra, thì vẫn phát ra âm thanh. Một lúc sau, có một người đàn ông trắng trẻo lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Dường như anh ta lo lắng đánh thức người nhà bên trong và hàng xóm xung quanh, nên động tác rất khẽ. Đây chính là cư dân trong tòa nhà. Trông cũng không có gì đặc biệt lắm, giống như người bình thường thôi. Hàng Phi vốn còn tưởng rằng trong tòa nhà đã bị quái vật chiếm giữ hoàn toàn, nhưng tình huống cụ thể lại khác với những gì hắn tưởng tượng. Người đàn ông trắng trẻo kia chính là một người bình thường, trong mắt anh ta có dục vọng và tham lam. Ông lão và hàng phi lặng lẽ trốn sang một bên, bọn họ đang bí mật quan sát. Sau khi ra khỏi nhà, người đàn ông trắng trẻo cẩn thận trèo lên đống đồ đạc. Anh ta giống như một con ong bị thu hút bởi nhị hoa, vạch rác trắng đường ra, men theo một lối đi nhỏ từ tầng 5 chạy lên tầng 6. Tên này giống như ruồi thấy thịt thối vậy, chắc chắn là có ý định xấu. Ông lão ra hiệu cho hàng phi đừng xen vào chuyện của người khác, tìm chỗ trốn trước đã. Nhưng Hàng Phi lại cứ nhìn chầm chầm về hướng mà người đàn ông trắng trẻo rời đi, khẽ nói, chúng ta cũng đi theo đi. Cậu lại muốn làm gì? Anh ta trông có vẻ rất yếu. Biết đâu chúng ta có thể bắt cóc anh ta, trốn trong nhà anh ta trước, hoặc là thay quần áo và khuôn mặt của anh ta lên, sau đó lấy thân phận anh ta di chuyển xung quanh tòa nhà, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Hàng Phi tùy tiện nói ra kế hoạch của mình, Tư duy linh hoạt và cách xử lý vấn đề biến hóa của hắn khiến ông lão cảm thấy chấn kinh. Chàng thanh niên này vừa nhìn là biết thường xuyên phạm tội rồi. Đi theo người đàn ông trắng trẻo, Hàng Phi và ông lão cũng theo khe hở trong đống đồ lộn xộn lên đến tầng 6. Mùi thối trong không khí không những không tiêu tan mà càng thêm hăng, giống như mùi thức ăn. Mùi thối rửa, mùi son phấn trộn lẫn vào nhau, khiến người ta buồn nôn. Đèn trên tầng 6 rất tối, cũng không phải là màu trắng và màu vàng bình thường mà là một màu đỏ sẫm rất ấm áp tầng này trông có vẻ náo nhiệt hơn nhiều so với những tầng khác hàng phi nửa ngồi xổm ló đầu ra khỏi góc trạng thái tinh thần của người đàn ông trắng trẻo kia có phần không bình thường tay của anh ta sờ vào cửa các nhà như thể đang quan sát dấu vết trên cánh cửa khi đi ngang qua một căn nhà tối đen không bật đèn anh ta đột ngột dừng lại sau đó lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo nhét nó vào bên trong dọc theo khe cửa vài giây sau cánh cửa cũ nát được mở ra một cánh tay trắng như tuyết từ trong phòng vươn ra móc cổ người đàn ông trắng trẻo đưa vào trong nhà cậu có nhìn thấy không ông lão lo lắng chỉ vào nơi người đàn ông đã biến mất trong căn nhà đó có một con sâu lớn đang sống cái thò ra vừa rồi hình như là chi trước của nó nghe thấy lời ông lão nói hàng phi khẽ nhíu mày những gì mình nhìn thấy có vẻ không giống với những gì ông lão đã nhìn thấy Cái mà ông lão nhìn thấy dường như mới là dáng vẻ thực sự của quái vật Ông lão, hai chúng ta cũng coi như là đã sống chết có nhau Đã có giao tình sinh tử Mà tôi còn chưa biết phải xưng hô với ông thế nào Không thể nói được Bị hàng phi dọa cho sợ hãi Ông lão luôn cảm thấy hắn đầy một bụng xấu xa Ông còn lâu mới dám nói cho hắn biết Tôi thật sự không phải là người xấu Ông hoàn toàn có thể tin tưởng tôi Hàng Phi biết có nói thêm cũng vô dụng, cho nên cũng không ép buộc nữa. Hai người bọn họ một già một trẻ bước vào hành lang trên tầng 6, dừng lại trước cửa căn nhà nơi người đàn ông trắng trẻo biến mất. Sau khi người đàn ông đi vào, ở cửa căn nhà tối đen ban đầu có một ngọn đèn đỏ sẫm sáng lên, mùi lạ trong không khí cũng càng thêm nồng nặc hơn. Tầng này rất giống với một nơi ta ở khi còn nhỏ, cũng lộn xộn như vậy, bẩn thỉu như vậy, kinh tởm như vậy. Ông lão liếc nhìn về phía sâu trong hành lang có một số căn nhà cửa mở ra, bên trong mốc meo, bị coi làm nơi đổ rác. Còn có nhà đã được cải tạo thành hành lang, mở cánh cửa trong nhà là có thể dẫn đến một nơi khác. Thối quá! Hàng Phi nhìn chầm chầm vết nứt trên cửa. Không lâu sau khi người đàn ông trắng trẻo bước vào, dưới vết nứt còn có một ít nước thấm ra, bên trong còn lẫn những vết máu đỏ sậm. Hãy là hãy trốn ở đây đi. Tôi thấy tầng này rất nhiều phòng trống. Hàng Phi lại bước thêm vài bước vào trong trên mặt đất xuất hiện rất nhiều dấu dày và bùn đất trên tường khắp nơi đều là vết bẩn ở nơi ba hành lang giao nhau có dựng một tấm biển gỗ mục nát bên trên bị người ta dùng sơn viết ra hai chữ ngõ đỏ xung quanh tấm biển có vứt nội y bị xé rách tóc bị kéo đứt cùng với vài miếng thịt bốc mùi hàng phi vốn dĩ cũng không muốn đi vào nhưng chiếc thang máy kiểu cũ bên cạnh một hành lang nào đó đúng lúc này phát ra âm thanh hình như có người ở các tầng khác đi thang máy tới tầng này trốn mau Trước khi cửa thang máy mở ra, cả hai trốn vào một căn nhà trống bên cạnh, ngồi xổm sau bãi rác, cẩn thận quan sát bên ngoài. Chiếc thang máy cũ kỹ, ọp ẹp từ từ dừng lại, cánh cửa thang máy trượt kỹ xét được mở ra một cách thô bạo. Có một người đàn ông vạm vỡ đeo khẩu trang mặt lợn, mặc quần áo đầu bếp bước ra. Tay trái anh ta kéo theo một cái vali màu đen cực lớn, tay phải xách một hộp đồ ăn tinh tế lớn màu đỏ. Mẹ nó, nóng quá! Đồng phục đầu bếp của người đàn ông đầy dấu vết màu vàng nâu, giọng nói của anh ta vô cùng thô lỗ, cánh tay dị dạng, tay trái rõ ràng to hơn tay phải một vòng. Người đàn ông trong miệng chửi bới kéo vali đi vào ngõ đỏ. Anh ta không dừng lại ở ngoài cửa căn nhà sáng đèn mà đá bay các đồ vật lộn xộn trên mặt đất, đi thẳng tới gốc tiếp theo của hành lang. Sau đó tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Miệng của đối phương dường như bị người ta dùng lực bịt chặt tiếng hét cũng dần dần nhỏ đi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Người chơi số không hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ranh e vụ án hầm cừu. Vụ án hầm cừu, nhiệm vụ ranh e bản đồ ẩn ác quỷ luôn mọc sừng cừu, là ác quỷ đang cám dỗ tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Chú ý! Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong bản đồ ẩn, kinh nghiệm nhận được sẽ nhân đôi các vật phẩm phần thưởng độc đáo của bản đồ ẩn sẽ được kích hoạt ngẫu nhiên đây là nhiệm vụ đầu tiên của hàng phi sau khi vào tòa nhà chọc trời hắn lấy dao tái sinh từ trong ô vật phẩm ra bạo lực gia đình hay là tình huống khác cả hai lặng lẽ bước ra khỏi nơi ẩn náu và đi theo góc của hành lang nối với một hành lang khác bên trong tầng này giống như một câu chuyện thần thoại rối rắm và phức tạp là một căn nhà đúng không hàng phi nắm lấy tay nắm cửa từng chút một mở cửa ra. Trong căn phòng nhỏ có đặt hai chiếc giường gỗ, trên giường trải ga bẩn thiểu, dưới đất có vứt quần áo đã mốt meo. Trên bàn gỗ có một bát cơm mới ăn được một nửa, đổ rơi xuống đất, bên cạnh còn có một đôi dép nữ bị dẫm đến hỏng. Người đâu? Hàng Phi đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, nhưng tiếng khóc vẫn biến mất. Căn nhà này chắc là còn có lối đi khác. Ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Hàng Phi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở, một người phụ nữ mặc áo sơ mi rộng rãi bước ra. Trong tay cô ta châm một điếu thuốc, chắc khoảng hơn 30 tuổi, tóc đã nhuộm thành màu vàng nhạt, khóe miệng có vết thương, ánh mắt tê dại lộ ra vẻ chán ghét mọi thứ. Nhìn thấy hàng phi ở trong nhà, lông mày của người phụ nữ cau lại. Cô ta quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa không đóng chặt, bước nhanh tới đóng cửa lại. Đóng cánh cửa chống trộn cũ kỹ lại, cô ta bật đèn đỏ sậm trên cửa rồi lại nằm lên tấm chăn rách nát hôi hám, hai người thì phải là giá của hai người và cũng không ngoại lệ trong phòng này ngoài cô ra chắc vẫn còn một cô gái nữa cô ấy đâu hàng phi nhìn người phụ nữ người phụ nữ trung niên đi hai đôi giày hoàn hảo nhưng bên cạnh bàn vẫn còn vứt một chiếc giày cộng thêm trong nhà có hai chiếc giường gỗ vừa rồi người bị đầu bếp sát hại chắc là cô gái còn lại hóa ra là khách hàng quen của tiểu trúc cô ấy có việc đến làm ở tầng khác rồi tôi tận mắt chứng kiến vừa rồi có một đầu bếp bước vào giọng nói của hàng phi trở nên lạnh lùng đáng sợ trong giọng điệu có mang theo sát ý anh ta đưa cô gái đó đi đâu rồi cậu đã nhìn thấy rồi còn hỏi tôi làm gì người phụ nữ dập thuốc cởi cúc áo tôi biết cậu không dám đi tìm đầu bếp vậy nên hãy tới đây đem tất cả sự tức giận tự ti và hận thù trong lòng cho tôi hàng phi không để ý đến người phụ nữ này hắn đẩy cửa nhà vệ sinh ra bên trong có đủ loại rác thải chất thành đống, bốc mùi hôi thối. Sau đó hắn lại mở cửa phòng bếp, căn phòng sau cánh cửa được cải tạo thành một hành lang dẫn đến một hành lang khác. Đèn lồng đỏ sậm treo ở trước cửa, bán hàng trong cuộn tròn trong góc, bán đủ thứ đồ hiếm có cổ quái. Tiếp tục đi về phía trước, có thể nhìn thấy một quán ăn nhỏ do cư dân sửa sang lại ở phía xa, bản hiệu là các loại thịt. Mùi hương treo đồ vị giác từ gian bếp sau hòa lẫn với mùi thối ở lối đi, biến thành một thứ mùi kỳ lạ không thối cũng chẳng thơm chỉ cảm thấy buồn nôn cậu đừng tự mình đi tìm chết người phụ nữ trung niên thấy hàng phi chuẩn bị đi qua thì nhanh chóng đuổi theo cô ta tóm chặt lấy hàng phi đóng cửa phòng bếp lại cậu đến từ tầng nào có biết đây là đâu không nếu còn trì hoãn cô gái đó có thể không cứu được nữa hàng phi nhẹ nhàng để người phụ nữ trung niên ra để ông lão ở trong nhà hắn đi qua lối đi đầy đồ vật lộn xộn, dừng lại tại quán ăn nhỏ kia. Bản hiệu bằng gỗ trông có vẻ đã khá lâu đời, thực đơn ố vàng, các loại vật phẩm trong quán ăn đều đã được đóng gói lại. Có ai không? Hàng Phi nhìn chầm chầm phòng bếp phía sau, vừa mở miệng đã truyền đến một tiếng động bất thường trong quán ăn. Hơn 10 giây sau, một người đàn ông to khỏe trông có vẻ thật thà chất phát bước ra khỏi bếp sau. Anh ta mặc bộ đồng phục đầu bếp mới tinh, Nở một nụ cười hồn nhiên và giản dị trên khuôn mặt, tôi xin lỗi, thịt chuẩn bị lúc trước đã bán hết rồi. Có điều chỗ tôi còn có dịch vụ giao đồ ăn, anh hãy cho tôi biết địa chỉ, một lát nữa tôi sẽ giao đến tận nơi. Vậy thì tôi sẽ ở đây đợi. Hàng Phi luôn cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông này dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Hắn trầm ngân suy nghĩ hồi lâu, con ngươi đột nhiên hơi nheo lại. Trước đây vì để điều tra quá khứ của phó sinh, tìm hiểu xem cuối cùng đối phương là người như thế nào, Hàng Phi đã đọc các vụ án vụn vặn ở Tân Hổ trong gần 50 năm qua. Ở khu phố cổ Tân Hổ cách đây mấy chục năm, đã từng xảy ra một vụ án ác độc giết một người phụ nữ về muộn. Kẻ sát nhân sau khi bị cảnh sát xác định đã biến mất một cách bí ẩn. Khi đó có rất nhiều người nghi ngờ gã đã tự tử vì sợ tội, bức ảnh đính kèm trong vụ án, chính là người đàn ông trước mặt Hàng Phi. Vụ án hầm cừu trong tòa nhà lớn này sao lại có vụ án từ 50 năm trước? Đứng nguyên tại chỗ, Hàng Phi nhìn lối đi xung quanh, trong đầu hiện lên một suy đoán điên cuồng. Thời gian tồn tại của không thể nhắc đến ở khu vực mưa đen là cực dài, là người cùng thế hệ với phó sinh. Bọn họ đều đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí có nhiều chuyện bọn họ chính là kẻ chủ mưu đằng sau. Trong 50 năm qua đã xảy ra hàng trăm vụ án mạng lớn nhỏ, nhưng tính méo mó đến tột cùng, có khả năng đều ở trong tòa nhà lớn này tất cả người chết oan đều bị giam cầm tất cả oán hận hội tụ chỉ nghĩ thôi đã khiến da đầu hàng phi tê dại anh ơi anh có đang nghe tôi nói không người đàn ông trong quán ăn nhỏ xua xua tay với hàng phi thịt còn phải rất lâu mới làm xong anh hãy để lại địa chỉ tôi sẽ giao hàng đến tận nhà cho anh tôi đã nói là đợi ở đây rồi sao anh nói nhiều thế nhỉ suy nghĩ của hàng phi bị cắt ngang hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thật thà của người đàn ông nếu như không phải có trí nhớ vượt xa người thường hắn hoàn toàn sẽ không nhớ được đối phương được rồi được rồi vậy thì anh đợi một lát người đàn ông cường tráng chất phát dường như là hình ảnh thu nhỏ của một loại người nhất định bọn họ tham gia vào những công việc chân tay nặng nhọc nhất không có tâm cơ gì mấy bỏ ra nhiều nhất nhưng lại nhận được ít nhất vật lộn dưới đáy của khu phố cổ đổ nát chỗ nào cũng bị người ta coi thường chịu đựng nỗi đau bị chà đạp lên nhân phẩm ánh đèn mờ tối bên cạnh tấm biển gỗ nhấp nháy một cái người đầu bếp lấy dẻ bẩn lau tay sau đó cầm một cái dùa nhọn đi về phía bếp sau hàng phi cảm giác đối phương sắp ra tay hắn khẽ chạm vào quỷ văn ngay lúc hắn muốn giao tiếp với đại nghiệt thì một giọng nói lắp bắp đột nhiên vang lên sau lưng muốn thuốc lá không người bán hàng trong mù thu mình trong góc lúc trước lặng lẽ đi đến sau lưng hàng phi mắt anh ta bị khoét mất trên mặt có mấy vết sẹo, gần như đã bị hủy dung rồi. Hàng Phi vốn muốn từ chối người bán hàng rong, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Người bán hàng rong mù hình như không phải đang nói chuyện với hắn. Mặt của người bán hàng rong đối diện với sau lưng của Hàng Phi, giống như đang giao tiếp với một người khác sau lưng hắn vậy. Anh có những loại thuốc nào? Hàng Phi đột nhiên lên tiếng, làm cho người bán hàng rong giật mình, giống như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn người bán hàng trong mù chân tay lúng cúng mở chiếc hộp gỗ trước mặt ra trong đó có một lượng lớn thuốc lá rời không có đầu lọc còn có một túi thuốc lá nhỏ màu nâu đỏ đây là thuốc lá đặc biệt chỉ có ở ngõ đỏ các tầng khác không thể mua được người bán hàng trong bí ẩn nói nếu như anh có thể mang lên tầng cao có thể đổi rất nhiều thứ tốt nếu như kiếm được như vậy tại sao anh không tự mình đi tôi không thể đi thang máy đi cầu thang bộ lại sợ người bán hàng trong cầm một điếu thuốc đưa cho hàng phi anh có muốn thử trước không thuốc lá ở ngõ đỏ cũng giống như nam nữ ở đây thử rồi thì sẽ không bao giờ quên được thôi hàng phi vươn tay cầm lấy điếu thuốc khi hắn chạm vào ngón tay người bán hàng trong trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống người chơi số không không hãy chú ý bạn đã phát hiện người bán hàng trong mù trong bản đồ ẩn người bán hàng trong mù một bộ phận người bán hàng trong bản đồ ẩn này bị người ta làm mù mắt. Có thể đây là ý muốn của thần linh, có điều cũng chính vì không nhìn thấy, nên bọn họ mới được người ta tin tưởng. Chú ý! Những người bán hàng trong mù ở các tầng khác nhau đều bán các mặt hàng khác nhau, có xác suất nhận được vật phẩm đặc biệt. Sau khi nhận điếu thuốc xong, hàng phi lại nghe thấy nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 0000, hãy chú ý! bạn đã nhận được vật phẩm đặc biệt của ngõ đỏ thuốc lá máu thuốc lá máu vật phẩm ranh ép đốt cháy thuốc lá máu sẽ nâng cao thể lực của bạn trong thời gian ngắn làm tê liệt cơn đau nhưng nó cũng sẽ ăn mòn cơ thể bạn nguyền rủa linh hồn bạn vậy mà lại là một vật phẩm đặc biệt hàng phi cầm túi thuốc lá lên thứ này bán thế nào một đồng năm điếu bất cứ món đồ nào có khí tức của thần linh cũng có thể trao đổi nếu như anh đều không có Người bán hàng trong sáng tay áo dài lên, lộ ra cánh tay khắc đầy nguyền rủa. tên của anh có thể đổi lấy 10 điếu thuốc, giúp tôi mang đi một nguyền rủa cũng có thể đổi lấy một điếu thuốc. Trong tòa nhà còn có tiền xu lưu hành nữa à? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài phút, Hàng Phi đã có cái nhìn mới với tòa nhà chọc trời này. Đặt túi lá thuốc trở lại hộp gỗ, hắn vỗ vai người bán hàng, anh đến chỗ kia chờ trước, tôi đi lấy tiền. Sau khi đuổi người bán hàng trong đi, hàng phi cầm dao tái sinh bước vào trong quán ăn. Quán ăn này nếu như là quán làm ăn nghiêm túc vậy thì hắn sẽ vay tiền một cách lịch sự. Nếu như đây là một quán chui, vậy thì hắn sẽ phải lấy tiền một cách thô lỗ rồi. Thịt xong chưa? Còn phải đợi bao lâu nữa? Bức màn phòng bếp phía sau được mở ra, một mùi thơm nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Hình như có thứ gì đó đang được đun sôi trong hai chiếc nồi sắt lớn, trên thớt có nhiều loại gia vị, trong bồn rửa bên cạnh, có bộ đồ ăn dính dầu và một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Người đi từ thang máy ra chính là anh ta. Hàng Phi thuận tay cầm dao, dùng cánh tay chặn cán dao, trong lòng thầm gọi tên đại nghiệt. Mở vung nồi sắt ra, thịt bên trong được cắt thành từng miếng, không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu. Có ai không? Tiếp tục đi vào trong, Hàng Phi nghe thấy tiếng xiền xích va chạm vào nhau. Đi ngang qua góc bếp, Hàng Phi nhìn thấy một con quái vật bị xích ở góc. Tên đó hơi giống một con cừu, tứ chi thoái hóa, toàn thân mọc đầy nấm mốc màu nâu đỏ, không biết phát ra tiếng kêu, thân hình phù thủng béo phì, giống như một con cừu béo trong quán ăn chuyên dùng để làm thức ăn. Thật sự có cừu. Hàng Phi cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng quán ăn chỉ bán thịt người, không ngờ còn có những loại thịt khác. Ngồi xổm xuống, Hàng Phi nhìn chầm chầm vào con quái vật mà lần đầu tiên mình nhìn thấy, cổ và thắt lưng của nó bị xiềng xích khóa chặt. Có thể thấy, sợi xích là bị khóa vào từ khi nó còn rất nhỏ. Chờ sau khi nó lớn lên, sợi xích này mọc thẳng vào da thịt, khiến nó không bao giờ có thể thoát khỏi trói buộc. Thứ này sẽ không cắn người đấy chứ. Đại nghiệt không phát ra cảnh cáo, hàng phi dùng tốc độ nhanh nhất sờ lên đầu con quái vật, nhưng hệ thống cũng không có nhắc nhở gì cho hắn. Không phải là một quỷ quái đặc biệt gì, cũng không phải là tác phẩm của thần linh, chẳng lẽ đây là một con người vạch đám nắm mốc trên mặt con quái vật ra, hàng phi nhìn thấy một khuôn mặt dị dạng xấu xí. Bên dưới cơ thể nó còn vứt mấy ống tim và sợi thuốc lá màu đỏ. Lá thuốc của ngõ đỏ chẳng lẽ là mọc ra từ cơ thể người để giữ dây xích. Đang định thử xem con dao tái sinh có thể cắt đứt chúng hay không thì tiếng bước chân từ căn phòng sâu nhất trong bếp sau vang lên. Người đàn ông chất phát toàn thân đầy máu cầm một con dao đồ tể mới mài đứng ở cửa. Anh ta nhìn Hàng Phi, vẻ mặt chất phát thật thà dần dần biến thành biến thái méo mó. Thưa anh, sao anh lại có thể vào đây? Anh ta từng bước đi về phía hàng phi, tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là vượt quá giới hạn của người bình thường. Hàng phi hiện giờ chỉ còn một giọt máu nên hắn cũng không dám sơ suất. Đối mặt với kẻ địch đầu tiên gặp phải trong tòa nhà, hắn vô cùng thận trọng gọi đại nghiệt ra. Cơ thể to lớn đập vào tường trong tích tắc, đại nghiệt vô cùng phấn khích dáng vẻ của nó lúc này giống như chạy vào điện thờ của người khác, ăn trộm đồ cống phẩm vậy. Khí tức tai họa dồn dập về xung quanh, đầu bếp bị đại nghiệp giữ chặt, dây tiếp theo đầu của anh ta đã bị nó nuốt xuống. Vẫn chưa nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, anh ta vẫn chưa chết. Dưới sự thúc giục của hàng phi, đại nghiệp đã điên cuồng tiêm độc hồn vào cơ thể của đầu bếp. Đại nghiệp đã được tăng sức mạnh lên nhiều lần trong điện thờ ký ức của phó sinh, nó dốc toàn lực đánh lén, cho dù là hận ý cũng sẽ bị thương chứ đừng nói đến một người đầu bếp vô danh chất độc màu đen chảy trong cơ thể đầu bếp dày vào linh hồn và thể xác của anh ta khi độc hồn thâm nhập vào trái tim trong sâu thẳm linh hồn của đầu bếp hình như có thứ gì đó vỡ ra cùng với đầu bếp hồn phi phát tán một cái tên màu đỏ sậm đã được khắc trên lưng của đại nghiệp chu ngũ nghi phạm trong vụ án hầm cừu hình như tên là chu ngũ sau khi đại nghiệp giết chết anh ta Tại sao tên của anh ta lại chạy lên trên người nó? Đây là một loại nguyền rủa. Hàng Phi giao tiếp với Đại Nghiệt, Đại Nghiệt vô lo vô nghĩ không những không có cảm giác khó chịu, ngược lại còn có vẻ mạnh mẽ hơn. Việc giết chóc kết thúc rất nhanh, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hàng Phi lau sạch vết máu trên mặt đất với tốc độ nhanh nhất rồi chạy vào căn phòng sâu nhất trong bếp sau. Căn phòng chật hẹp và tối như một phòng giam, có nhiều dụng cụ để giết mổ lợn đầu bếp dường như đã làm giá đỡ và móc khóa để việc giết mổ được thuận tiện hơn. Tuy nhiên, lúc này trên giá không có con cừu con nào, mà đang trói một người phụ nữ trẻ gầy yếu. Miệng cô bị bịt kín, trên người bị bôi nhiều loại nước sốt, như thể đang bị ướp vậy. Cầm dao đồ tể, hàng phi đi về phía người phụ nữ trẻ, trong mắt đối phương hiện lên vẻ sợ hãi. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt bước ngoặt quan trọng của vụ án hầm cừu lựa chọn khác nhau sẽ tương ứng với những phần thưởng khác nhau. Lựa chọn 1, giải phóng tội ác trong lòng, giết người diệt khẩu, bạn sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng kinh nghiệm, đồng thời khởi động nhiệm vụ tiếp theo của vụ án hầm cừu. Lựa chọn 2, hầm cừu trong nồi, hoàn thành bữa ăn mà chu ngủ chưa làm xong, tiếp tục giao thức ăn cho khách hàng ở các tầng khác, bạn sẽ vĩnh viễn có được một năng lực đặc biệt của kẻ sát nhân chu ngủ đồng thời khởi động nhiệm vụ tiếp theo của vụ án hầm cừu. Lựa chọn 3, cứu tiểu trúc, nhiệm vụ của vụ án hầm cừu thất bại, không có phần thưởng kinh nghiệm, mức độ thân thiện của tiểu trúc cộng 3. Mức độ thân thiện của chị Hồng cộng 1. Chú ý! Hãy đưa ra lựa chọn trong vòng 10 giây. Tiểu trúc đối với hàng phi mà nói chỉ là một người lạ, giết chết cô ta có thể bước vào bước tiếp theo của nhiệm vụ, còn nhận được phần thưởng nhiệm vụ vĩnh viễn. Giọng nói của hệ thống giống như ma quỷ đang cám dỗ hàng phi, nhưng hắn rất tỉnh táo, người lạ thì cũng là người mà. Hàng Phi cởi dây trói, yêu cầu Tiểu Trúc nhanh chóng lau hết nước sốt trên người. Nhanh lên! Đừng dừng lại ở đây! Hàng Phi đã đưa ra lựa chọn của mình, hắn sẽ không để mình trở thành kẻ sát nhân mới trong vụ án hầm cừu, cho dù có thể vĩnh viễn có được năng lực đặc biệt của kẻ sát nhân. Trong lúc Tiểu Trúc thay quần áo, Hàng Phi cũng không nhàn rỗi. Hắn lục tung đồ đạc, trong ngăn bí mật của tủ tìm thấy hơn chục đồng tiền nhú máu được mài bằng xương người những đồng tiền này có kích thước lớn nhỏ khác nhau nhưng điểm chung là đều có một điện thờ được ghép từ xác người chạm khắc trên đó sau khi nhìn thấy những đồng tiền này đại nghiệt như ngửi thấy mùi thịt chó hoang nó nhanh chóng chạy tới chỗ hàng phi nhìn hắn chằm chằm mày muốn ăn những đồng tiền này hàng phi nhớ đại nghiệt rất thích phá hoại điện thờ nó vô cùng say mê khí tức của không thể nhắc đến chỉ hận không thể ôm lấy không thể nhắc đến rồi huýt sáo. Chọn ra một đồng tiền xương nhỏ nhất, Hàng Phi thử ném vào miệng đại nghiệp, nó lập tức bắt đầu cạp cạp ăn, trông khá vui vẻ. Mình đang nuôi quái vật gì vậy? Sau khi cho đại nghiệp ăn thêm vài đồng, Hàng Phi đã lừa đại nghiệp vào lại trong quỷ văn. Hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh lại phát hiện một thẻ thang máy trong áo đầu bếp, bên trên còn viết một con số 11. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã phát hiện thành công vật phẩm đặc biệt trên bản đồ ẩn, thẻ thang máy số 11. Thẻ thang máy số 11, sở hữu chiếc thẻ này có thể đi thang máy số 11. Các thang máy khác nhau trong tòa nhà lớn có thể đi lên các tầng khác nhau. Đây đúng là thứ tốt để dễ dàng chạy thoát thân. Hàng phi cất thẻ thang máy đi. Hắn dìu tiểu trúc chạy ra khỏi bếp sau, sau đó tự mình lại quay trở lại trong quán, bố trí hiện trường thành như đầu bếp ra ngoài chưa về. Phi tan xóa dấu vết là chuyện mà hàng phi giỏi nhất, năng lực này của hắn đã đạt đến trình độ cực cao thông qua việc luyện tập liên tục. Sau khi hoàn tất mọi việc, hàng phi bước ra khỏi quán ăn nhỏ. Hắn vốn muốn tìm người bán hàng trong mù nói chuyện một chút, nhưng đáng tiếc đối phương đã không thấy đâu nữa. Trở lại căn nhà nhỏ, khi người phụ nữ khoảng 30 tuổi nhìn thấy hàng phi mang tiểu trúc trở về thì ánh mắt tê dại biến thành kinh ngạc, làm sao mà cậu có thể thuyết phục chu ngủ thả người vậy? Chu ngủ là ai? lúc tôi đến đó chỉ nhìn thấy cô ấy bị trói trên giá hàng phi không nói rõ nhưng người phụ nữ đã hiểu ý của hàng phi cô ta lon ton đóng cửa lại lục lọi tìm quần áo của mình đưa cho tiểu trúc hai người hãy trốn ở căn nhà này trước người phụ nữ trung niên chủ động lên tiếng càng nhìn hàng phi càng cảm thấy hắn khác với những cư dân khác trong tòa nhà giọng nói cũng có chút thay đổi cùng lúc đó hàng phi cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống Người chơi số 0000, hãy chú ý. Nhiệm vụ vụ án hầm cừu thất bại. Đặc tính bị động nghề nghiệp côi phu được kích hoạt, mị lực tăng lên gấp đôi, mức độ thân thiện của tiểu trúc cộng 6, mức độ thân thiện của chị Hồng cộng 2. Sau khi mức độ thân thiện được nâng cao, Hàng Phi chuẩn bị hỏi hai cư dân trong tòa nhà này một chút để thực sự hiểu về tòa nhà đáng sợ này. Tấm biển ở cửa trên tầng 6 có khắc hai chữ ngõ đỏ, người phụ nữ trung niên trong căn nhà này tình cờ lại được gọi là chị Hồng. Mặc dù Hàng Phi không nhìn ra điểm gì đặc biệt trên người đối phương, nhưng hắn luôn cảm thấy chị Hồng này chắc chắn là không đơn giản. Sau khi giải cứu được Tiểu Trúc, mức độ thân thiện của chị Hồng cũng tăng thêm hai điểm. Đối với Hàng Phi, người vừa vào một bản đồ xa lạ, hai điểm thân thiện này vô cùng quan trọng. Cách hai người ăn mặc vừa nhìn là biết người ở các tầng khác, tôi khuyên hai người nên thoa thứ này lên quần áo để che bớt khí tức trên cơ thể chị hồng từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp trong đó có một thứ hồ dáng màu nâu đỏ nhìn từ xa thì giống một hỗn hợp thịt và máu nhìn gần mới phát hiện nó giống như một loại nấm mốc đặc biệt ông lão vẫn không quá tin tưởng chị hồng nhưng hàng phi thì không có nghĩ nhiều như vậy hắn thử bôi qua nó trên áo khoác dường như vừa nhìn thấy chúng tôi cô đã phát hiện ra chúng tôi đến từ các tầng khác rồi chúng tôi có sự khác biệt lớn đến như vậy với cư dân của ngõ đỏ à. Sau khi bôi xong, Hàng Phi đưa chiếc hộp cho ông lão. Người ở ngõ đỏ trong mắt có một loại tê dại, nhưng cậu thì khác. Chị Hồng và Tiểu Trúc cùng nhau bước vào nhà vệ sinh chất đầy rác. Bọn họ cũng không đóng cửa mà mở vòi nước kỹ xét ra, dùng nước màu vàng nâu trong ống nước rửa cơ thể cho Tiểu Trúc. Nước lạnh lẽo ngã vàng hôi hám lướt qua da thịt, khiến Tiểu Trúc không thể ngừng run rẩy tất cả nỗi sợ hãi mà cô vừa gặp phải lúc nãy hiện lên toàn bộ trong đầu cắn chặt tay mình tiểu trúc suy sụp rồi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng lại không dám khóc thành tiếng tự mình rửa đi tuyệt đối không được để lại bất kỳ mùi nào nếu như bị mấy tên đó truy ra thì không ai giữ được cô đâu chị hồng vặn vòi nước to nhất sau đó đi chân trần ra khỏi nhà vệ sinh ngồi lại bên cạnh giường đêm nay hai người cứ ở trong nhà này tuyệt đối không được đi đâu ngoài ra phải chú ý đừng tắt ngọn đèn ở cửa cho dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa người đàn ông trong quán ăn dường như là một kẻ giết người người như vậy chắc hẳn là không có bạn bè nào chứ ai lại đặc biệt đến tìm gã ta hàng phi đang từ từ tìm kiếm một chủ đề hắn bật công tắc diễn xuất bật thầy trong đầu lên tôi không biết tầng khác các cậu như thế nào nhưng ngõ đỏ có quy tắc riêng của mình châm một điếu thuốc chị hồng chỉ mặc chiếc áo rộng sai lớn cô ta không hề né tránh hàng phi và ông lão chân trái vắt lên chân phải cô ta nhìn chằm chằm vào mặt của hàng phi năng lực của cậu có phải có liên quan đến mê hoặc không tôi dường như bị cậu hấp dẫn rồi không nhịn được mà trả lời câu hỏi của cậu chúng tôi quả thực đến từ các tầng khác không biết nhiều về các tầng bên dưới cô có thể cho tôi biết sơ bộ về những người và những nơi cần chú ý được không hàng phi lấy ra mấy đồng tiền xương thứ này cô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hơn nữa tôi còn có thể trả cho cô những thứ mà tiền không thể mua được, ví dụ như tự do, tham vọng, an toàn tuyệt đối. Yên lặng nhìn hàng phi, một lúc lâu sau chị Hồng dập tắt khói thuốc lá máu, hình như cậu thực sự rất đặc biệt, chẳng lẽ cậu là đến từ những tầng từ 50 trở lên. Tôi đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp cô làm những chuyện mà trước đây cô không thể làm được. Tôi có thể dùng danh nghĩa đại nghiệp để đảm bảo với cô, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại cô đâu. Đại nghiệt là ai? Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt chị Hồng. Hàng Phi kéo cúc áo trên cổ, lộ ra quỷ văn đáng sợ trên người, nó là thần linh mà tôi tin tưởng, là đại nghiệt, cũng là vật tổ. Chị Hồng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào quỷ văn, khí tức tai họa mà đại nghiệt phát ra khiến ngón tay cô chảy máu. Đầu lưỡi liếm vết máu trên đầu ngón tay, chị Hồng không hề kinh hãi trước sự hung hãn của đại nghiệt, ngược lại càng hứng thú với Hàng Phi, tôi chỉ biết khu vực phía dưới tầng 50, nơi đây là một vùng đất hỗn loạn của tội lỗi, bị đủ các thế lực và quái vật chiếm đóng. Ngõ đỏ, sòng bạc, thang rỉ, nhà mồ, tín đồ, cảnh sát đêm, nhà tội phạm, tiểu thương mù, dị quỷ, tử dịch, độc tài, cấm kỵ, đồ ăn thịt, tất cả các loại tội phạm ẩn náu trong đó, kẻ sát nhân, kẻ tâm lý biến thái, kẻ điên cuồng, bất cứ ai mà cậu nhìn thấy đều có thể che giấu một khuôn mặt khác. Đoạn này của chị Hồng có hàm lượng thông tin rất lớn hàng phi cũng phải nhẩm đi nhẩm lại hai lần mới nhớ được tất cả mọi người đều là kẻ thù sao phần lớn trong số bọn họ đều bị ác ý chiếm giữ hoàn toàn ngõ đỏ ép buộc nạn nhân phải bán cơ thể của mình mọi thứ trong sòng bạc đều có thể trở thành vật đánh cược bao gồm cả sinh mệnh và linh hồn lao công của thang gỉ phụ trách việc dọn dẹp thi thể bọn họ sử dụng thẻ đi thang máy để bóc lột những tội nhân sống ở đây trong nhà mà không có người bình thường toàn bộ đều là những con quái vật nửa sống nửa chết Tính đồ của thần linh thường ngày trông có vẻ rất tốt bụng, nhưng bọn họ vì nghi thức của thần linh mà ngay cả người của mình cũng đều sẽ tàn nhẫn hiến tế. Thông qua chị Hồng, Hàng Phi dần dần hiểu về nơi méo mó điên cuồng đến cực điểm này. Cảnh sát đêm là những kẻ săn tiền thưởng đóng giả cảnh sát, dị quỷ là sản phẩm của dị biến, mạnh mẽ đáng sợ, tử dịch chưa ai từng nhìn thấy, nghe nói những người gặp phải đều đã chết, độc tài thì là đại diện cho những người quản lý từ tầng 50 trở xuống, bọn họ định ra quy tắc hoàn hoàn toàn khác với những người dưới đáy đang đấu tranh sinh tồn. Còn biết cách làm thế nào để lên tầng cao hơn, hàm nghĩa của đồ ăn thịt thì chị Hồng không nói nhiều, cô ta chỉ nói với Hàng Phi, một khi trở thành đồ ăn thịt thì sẽ phải chịu đau khổ sống không bằng chết, cuối cùng cũng là cấm kỵ mà chị Hồng không rõ lắm, hậu quả của việc kích hoạt cấm kỵ là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như nói gặp phải tử dịch thì sẽ chỉ có một người chết, vậy thì cấm kỵ có thể giết chết tất cả. Trong số những thế lực và quái vật nói trên, miễn cưỡng có hai kẻ có thể được coi là vừa chính vừa tà. Một là tiểu thương mù mà cậu gặp ban nãy, bọn họ có phương thức giao tiếp nội bộ riêng, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa giữa các tầng khác nhau. Tôi nghe mọi người nói rằng tiểu thương mù dường như đều đến từ những khu vực trên tầng 50. Mỗi tiểu thương mù đều biết rất nhiều chuyện, bọn họ cũng chưa bao giờ làm tổn thương ai. Bên cạnh tiểu thương mù, một tồn tại tương đối đặc biệt khác là nhà tội phạm nói đến đây chị hồng bắt đầu nhìn hàng phi bọn họ không phải là tội phạm bọn họ đề cao công lý và sự công bằng không tiếc nguy hiểm của bản thân để bắt được hung thủ tất cả các phẩm chất tốt đẹp của con người đều có thể được tìm thấy trên người bọn họ nhưng cuối cùng kết cục của bọn họ rất bi thảm có người sa ngã trở thành tội phạm mà bọn họ từng căm ghét nhất còn có người thì trở thành đồ ăn thịt có điều nói ra cũng thật kỳ lạ cứ cách một thời gian bên trong tòa nhà sẽ lại có nhà tội phạm xuất hiện Bọn họ dường như là đồ chơi do thần linh đặc biệt chế tạo ra, thần muốn tận mắt nhìn thấy người có ý thức công lý mạnh nhất, từng bước đi tới hủy diệt. Cụ thể nhà tội phạm có những đặc điểm riêng gì? Hàng Phi cảm thấy chị Hồng dường như đã nhầm mình là một nhà tội phạm. Sau khi bọn họ giết chết một ác đồ, có thể nhận được một loại năng lực và ký ức của đối phương, sau đó gánh tội danh của đối phương. Chị Hồng đứng dậy nhìn quỷ văn trên người Hàng Phi, càng là nhà tội phạm lợi hại, tội danh xăm trên người anh ta sẽ càng nhiều. Hàng Phi nhớ tới việc sau khi đại nghiệp ăn thịt chu ngủ, cái tên chu ngủ đã trực tiếp khắc lên trên người của nó. Hơn nữa, sau khi đại nghiệp có được tên của chu ngủ, khí tức của nó có vẻ mạnh hơn, cho nên xem ra nó đã có năng lực như nhà tội phạm. Giả sử chị Hồng không nói dối, vậy thì rất có khả năng đại nghiệp sẽ trở thành một tội phạm đặc biệt nhất, đáng sợ nhất, không có giới hạn nhất bên trong tòa nhà chọc trời này. Chuyển động não bộ, Hàng phi mím môi của mình. Cái được gọi là nhà tội phạm rất giống một người sống được không thể nhắc đến đưa vào từ hiện thực. Y đưa người lương thiện và tốt bụng nhất giam vào trong tòa nhà chọc trời, nhìn đối phương dần chìm xuống trên mảnh đất tội lỗi này. Điều này dường như có thể mang lại cho y một loại khoái lạc khác biệt. Hàng phi đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, người thầy của Lệ Tuyết đã từng nghe thấy chủ nhân vườn nói, không thể nhắc đến bí ẩn kia dường như đang chuẩn bị chế tạo giáo viên của Lệ Tuyết thành tác phẩm của mình người thầy của lệ tuyết không bao giờ cúi đầu trước tội ác, chiến đấu chống lại cánh bướm đầy mưu mô trong hơn 10 năm, từ chối mọi cám dỗ, ý chí mạnh mẽ như một tảng đá. Người như vậy không phải là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí nhà tội phạm hay sao? Trong lòng cảm thấy có chút không ổn, lúc này hàng phi đến tự bảo vệ mình còn khó. Hắn dự định chờ sau khi thoát game sẽ tìm cách thông báo cho thầy của lệ tuyết. Cậu đang nghĩ gì vậy? Bàn tay có chút lạnh giá vương về phía hàng phi, chị Hồng muốn chạm vào quỷ văn trên người của hắn lần nữa. Thần linh mà cậu tính ngưỡng tên là Đại Nghiệt, thế tên cậu là gì? Tội nghiệt à? Hàng Phi cao mày đứng lên, bố lại phải theo họ con mình là sao? Vì để tránh tên thật bị người ta nguyền rủa, hắn hơi do dự, rồi nói, tôi họ Bạch, tên là Bạch Trà. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.